Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 31. Vẻ mặt đám người tu võ ở đây đều vô cùng khó hiểu, hay là anh Diệp chẳng những có thực lực võ đạo kinh người, mà còn có y thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đột nhiên, Lôi Bằng đi ra khỏi đám người, cố lấy dũng khí hô lên, Diệp tiền bối, cầu xin anh hãy giữ tôi lại bên cạnh đi. Cho dù là làm tay đấm hay là cu ly, cái gì tôi cũng có thể làm được. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đừng gọi tôi là Diệp tiền bối, nghe giả lắm. Cậu gọi tôi một tiếng anh Diệp, từ nay về sau hãy vào nhà họ Diệp đi. Lôi Bằng ngây người, sững sờ tại chỗ giống như một bức tượng. Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi, như thế nào? Không muốn à? Muốn. Lôi Bằng mừng rỡ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, tôi đồng ý, anh Diệp, từ giờ trở đi anh chính là anh Diệp của tôi. Đi thôi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, dẫn mọi người quay đầu rời đi. Vừa đi ra khỏi Sơn Môn Long Đường, Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi đã đi tới từ phía đối diện, cậu Diệp, bây giờ ngài đã có thể tiến vào thiên hạ đệ nhất các rồi. Trái tim Diệp Bắc Minh đập thình thịch. Cuối cùng cũng đã được vào thiên hạ đệ nhất các sao? Rốt cuộc người bố tiện nghi kia của mình đã để lại cái gì cho mình vậy? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy đi ngay bây giờ đi. Diệp Bắc Minh không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây. Chỉ cần có thể thỏa mãn ba điều kiện mà mẹ để lại, có lẽ anh có thể nhìn thấy bố mẹ nhanh hơn. Vương Như Yên mở miệng nói, tiểu sư đệ, đây là lệnh bài thân phận đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông. Đợi đến khi em xử lý xong tất cả mọi chuyện ở Côn Lôn Hư, cứ trực tiếp cầm nó đến Thanh Huyền Tông là được. Chị ở Thanh Huyền Tông chờ em. Diệp Bắc Minh sửng sốt, nhanh như vậy mà thập sư tỷ đã muốn đi sao? Vương Như Yên cười, sư tỷ còn có chuyện khác phải làm nữa. Diệp Bắc Minh chỉ có thể gật đầu, được rồi. Anh cất lệnh bài đi. Vương Như Yên nhìn về phía Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ, Lục sư tỷ, Ngũ sư tỷ. Chăm sóc tiểu sư đệ thật tốt nhé. Hai cô gái mỉm cười gật đầu, còn cần em phải nói sao? Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở Thanh Huyền Tông. Vương Như Yên xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh bảo Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ hộ tống mọi người về nhà. Còn anh thì đi theo Lăng Thiên Hùng đến thiên hạ đệ nhất các. Diệp Bắc Minh vừa mới đi, đã có hai người đi ra từ trong bóng tối. Bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía anh rời đi. Ánh mắt một lão già mặc áo xám trong đó vô cùng nghiêm trọng, kẻ này lại có thể giết cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, xem ra thái sư vẫn còn khinh thường hậu nhân của quận vương ám giả quá rồi. Bà già bên cạnh nhíu mày, thái sư bảo chúng ta giết Diệp Bắc Minh, bây giờ phải làm sao? Lão già áo xám lắc đầu, vừa rồi không phải ông cũng nhìn thấy rồi sao? Thực lực của kẻ này không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó. Cho dù có thể giết chết kẻ này, chúng ta cũng phải trả giá cực kỳ thảm thiết. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ của thái sư, chỉ sợ chúng ta sẽ, bà già kia có chút lo lắng. Lão già áo xám nhe răng cười một tiếng, sợ cái gì chứ? Bắt hồng nhan chi kỷ của kẻ này đi, chẳng lẽ còn sợ cậu ta không bó tay chịu trói sao? Ý kiến hay. Ánh mắt bà lão sáng ngời. Đợi đến khi Diệp Bắc Minh hoàn toàn đi xa. Lão già áo xám và bà già kia đột nhiên ra tay. Chộp tới chỗ Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết. Đạm Đài Yêu Yêu khẽ quát một tiếng, người nào, cút ra đây cho tôi. Trong tay cô ấy xuất hiện một thanh trường kiếm màu lam, chém về phía lão già áo xám. Lão già áo xám cười lạnh, chỉ là một kẻ trên tiên thiên mà cũng dám ra tay với lão phụ ư. Muốn chết. Ông ta nâng tay lên vung ra. Lực lượng nghiền áp đánh úp lại. Đạm Đài Yêu Yêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Tử Cơ quát lên một tiếng lớn, Lục sư muội. Cô ấy nhìn lão già áo xám bằng ánh mắt lạnh như băng, ông là người nào? Đúng là to gan, dám ra tay với người phụ nữ của người đứng đầu Côn Lôn Hư. Ha 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 ha, lão già áo xám ngửa mặt lên trời cười to, Côn Lôn Hư lớn lắm sao, người đứng đầu Côn Lôn Hư thì sao chứ? Tiểu súc sinh đó vốn không nên còn sống, chỉ là một tên nghiệt chủng thôi. Giọng nói của Khương Tử Cơ lạnh như băng, dám nhục nhã tiểu sư đệ tôi, muốn chết. Cô ấy lấy ra một cái búa lớn. Mạnh mẽ lao lên trước giống như một bức tượng nữ chiến thần. Lão già áo xám nét vô cùng lạnh lùng, chỉ là một kẻ trên tiên thiên mà cũng dám đối đầu với cảnh giới hợp nhất ư.
Trong vòng 3 giây, tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ông ta nâng tay lên chộp tới phía trước. Không ngờ lại có thể bóp nát búa vô song. Rồi sau đó tung ra một quyền. Ầm. Khương Tử Cơ quay cuồng bay ra ngoài. Xương cốt trước ngực hoàn toàn đứt gãy. Hấp hối. Đạm Đài tiểu thư, Khương tiểu thư, chúng tôi đến giúp hai người. Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Lâm Thương Hải chuẩn bị ra tay. Bà lão nhe răng cười một tiếng, rác rưởi mà cũng dám đến giúp vui sao. Cút cho tôi. Bà ta giẫm mạnh chân xuống. Một quyền khí thổi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, cả người đầm đìa máu tươi, chỉ còn lại một hơi hấp hối. Bà lão lạnh lùng nhìn mọi người, một đám vô dụng, ngay cả một chiêu cũng không ngăn cản được sao. Lão già áo xám cười đề nghị, giữ lại hai người phụ nữ này cũng đủ để uy hiếp Diệp Bắc Minh rồi. Tất cả những người còn lại thì đều giết đi. Bà lão gật đầu, ý kiến hay. Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết sửng sốt. Không ngờ lại là nhằm vào các cô. Dừng tay. Hạ Nhược Tuyết khẽ kêu một tiếng. Lão già áo xám và bà lão nhướng mày, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết. Bọn họ không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết và Chu Nhược Dư đều tự cầm một thanh kiếm để ở trên cổ mình, thả bọn họ ra, nếu không chúng tôi sẽ lập tức tự sát. Khóe mắt bà lão co rúm một chút, các cô đang uy hiếp tôi. Lăng Thi Âm vội vàng ngăn cản, Chu tiểu thư, Hạ tiểu thư, không được. Sắc mặt Đạm Đài Yêu Yêu trắng bệch, Nhược Dư, Nhược Tuyết. Các cô không cần xúc động, các cô vô cùng quan trọng với tiểu sư đệ. Nếu đã là người nhà của cậu ấy, các cô mà xảy ra chuyện gì, tôi không có cách nào ăn nói với tiểu sư đệ. Chu Nhược Dư cắn chặt đôi môi đỏ mọng, các cô không cần nói gì nữa, nếu tôi không làm như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết. Cô ấy chuyển ánh mắt đi. Dừng lại ở trên người lão già áo xám và bà lão, nếu hai người đã muốn dùng mạng sống của chúng tôi để uy hiếp Bắc Minh, vậy chắc chắn cũng sẽ không hy vọng chúng tôi chết đi. Nếu không, bà lão cười lạnh một tiếng, cô nhóc, bà già nãy đã được chứng kiến nhiều chiêu trò như của cô rồi. Bà lão đây không tin cô. Bà ta còn chưa nói xong. Phập, Chu Nhược Dư đã nâng kiếm chém xuống. Rõ ràng lưu loát, chém vào cánh tay trái của mình. Chu tiểu thư, Nhược Dư, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không ngờ được Chu Nhược Dư lại quyết đoán như vậy. Ngay lập tức, khuôn mặt của cô ấy trở nên tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết tràn ngập tơ máu, Nhược Dư, em. Chu Nhược Dư không để ý đến mọi người, mà lạnh lùng nhìn về phía bà lão, bà còn cảm thấy tôi không dám sao. Bảo kiếm trong tay cô xẹt qua làn da trên cổ. Máu tươi tràn ra. Hạ Nhược Tuyết cũng nói theo, nếu chúng tôi chết, người phía trên hai người còn có thể uy hiếp Bắc Minh như thế nào nữa. Cô ấy rít gào một tiếng, nếu hai người không thể hoàn thành nhiệm vụ, hãy tưởng tượng ra kết cục của mình đi. Bà lão tức giận đến mức sắc mặt xanh mét cô. Lão già áo xám nhíu chặt mày lại, rất nhanh đã nói, khoan đã, chúng tôi đồng ý với cô. Chu Nhược Dư lắc đầu, ông phải dùng trái tim võ đạo để thề. Cô nhóc. Cô đừng có mà quá đáng, sắc mặt bà lão âm trầm. Xoẹt, một vết thương khác xuất hiện. Hạ Nhược Tuyết cũng làm theo, chỉ còn thiếu một chút nữa hai người sẽ cắt vỡ động mạch chủ. Trên cổ hai người trong nháy mắt đã đầm đìa máu tươi. Bà lão hoàn toàn bị dọa sợ, từ từ, dừng tay, coi như các cô độc ác. Đậu má, hai người phụ nữ này đều là cái quỷ gì vậy? Bọn họ học từ ai thế? Quá độc ác. Chu Nhược Dư quát lạnh một tiếng, hai người còn chờ cái gì? Còn không mau thề. Trong lòng lão già áo xám và bà lão vô cùng giận dữ. Bọn họ là người tu võ cảnh giới hợp nhất, không ngờ lại bị hai cô nhóc uy hiếp. Nhưng mà, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ của Thái Sư, bọn họ nhất định sẽ chết rất khó xem. Bọn họ đành cắn răng thề, lão phu Bạch Ác Thiên dùng trái tim võ đạo để thề. Chỉ cần hai người các cô không tự sát. Đồng ý rời đi theo chúng tôi sẽ không làm tổn thương bất cứ một người nào ở đây. Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết nhìn thoáng qua nhau, buông kiếm trong tay xuống. Lão già áo xám và bà lão tiến lên từng bước, cuốn theo vô số cuồng phong. Bụi mù đầy trời. Đợi đến khi tất cả tan đi. Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đã sớm không thấy bóng dáng.
chỉ còn lại một cái tay cụt tại chỗ. Mau thông báo cho tiểu sư đệ. Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng lo lắng. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang đi trên con đường tiến về thiên hạ đệ nhất các. Lăng Thiên Hùng tỏ ra vô cùng kính sợ, Diệp chủ, bây giờ ngài là người đứng đầu Côn Lôn hư. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, thiên hạ đệ nhất các cũng mặc cho ngài sai phái. Ồ, Diệp Bắc Minh khẽ nhướng mày. Lăng Vận Nhi thản nhiên cười giải thích, thiên hạ đệ nhất các vốn chính là do người đứng đầu Côn Lôn hư đời thứ nhất thành lập. Bên trong cất giấu tất cả bí mật của Côn Lôn hư, chỉ cần Diệp chủ tiến vào thiên hạ đệ nhất các sẽ biết. Bỗng nhiên, sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Một sát khí khủng bố ngập trời bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, trên khuôn mặt anh tuấn của anh tràn ngập sát ý vô tận, ánh mắt giống như thần chết vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lăng Vận Nhi bị dọa đến mức lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi, Diệp chủ, ngài. Tôi đã nói sai cái gì sao? Lăng Thiên Hùng cũng chấn động, Diệp chủ, nếu Vận Nhi nói sai, lão phu nguyện ý giải thích với ngài. Vèo. Diệp Bắc Minh khoát tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khối ngọc bội. Chúng đều xuất hiện vết rách. Chị Tiểu Yêu, Ngũ Sư Tỷ. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, đậu má, đáng chết. Ông đây vừa mới trở thành người đứng đầu Côn Lôn hư đã dám động vào sư tỷ của tôi ư. Tôi mặc kệ là ai, đến từ thế lực gì, ông đây thề nhất định sẽ nhổ tận gốc. Đậu má. Ầm vang. Diệp Bắc Minh trực tiếp sử dụng thuật đằng không, mặc kệ chân nguyên hao tổn. Sau đó lao về phía xa. Lăng Thiên Hùng vô cùng khiếp sợ, Diệp chủ, ngài không đi thiên hạ đệ nhất các sao? Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền đến, còn đi cái gì nữa, nếu sư tỷ của tôi xảy ra chuyện gì, 100 thiên hạ đệ nhất các cũng không sánh nổi. Chỉ còn lại Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi dại ra tại chỗ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diệp chủ lại giận dữ như thế. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy mọi người tất cả đều bị thương. Anh bước lên một bước, sao lại thế này, là ai tổn thương mọi người? Tiểu sư đệ, chủ nhân, thiếu chủ, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Mọi người đừng nói gì cả, thương thế của mọi người rất nặng, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh liên tục ra tay, ngân châm hạ xuống. Đồng thời, cũng đưa cho mọi người đan dược để chữa thương. Sau đó phát hiện không thấy Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết. Trên mặt đất phía xa chỉ có một cánh tay nhìn mà ghê người. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, nhóc con, đây là khí tức của Chu Nhược Dư. Nhược Dư, đôi mắt Diệp Bắc Minh lập tức đỏ bừng. Một khí tức màu đen bộc phát ra từ trong cơ thể anh. Ma khí ngập trời. Bầu trời bốn phía đều ảm đạm hẳn xuống, cứ như là từ ban ngày lập tức tiến vào đêm tối vậy. Khí tức vô cùng khủng bố. Một tiếng rít gào truyền đến, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giống như là đi ra từ sâu trong cửu u địa ngục. Lạnh băng đến thấu xương. Nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên giảm xuống. Đạm Đài Yêu Yêu nói chuyện đã xảy ra vừa rồi lại một lần, là Nhược Dư và Nhược Tuyết vì để cứu mọi người nên đã dùng mạng sống của mình để uy hiếp. Bà lão kia không tin, Nhược Dư liền tự chém một cánh tay. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, làm sư tỷ của tôi bị thương, còn bắt người phụ nữ của tôi đi. Tôi sẽ cho mấy người biết cái gì mới là sống không bằng chết thực thụ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, hãy tìm kiếm khí tức của Nhược Dư và Nhược Tuyết cho tôi. Được. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến. Bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhóc con, những người này đã có chuẩn bị từ trước. Bọn họ đã ẩn giấu khí tức rồi. Cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, ngay cả ông cũng không tìm thấy sao. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở dài một tiếng, thực lực của tôi vẫn còn quá yếu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến cảnh giới nhất định. Nếu bọn họ cố ý ẩn giấu khí tức, lấy tình hình bây giờ của tôi sẽ rất khó để tìm kiếm. Không sai, bọn họ đã ẩn giấu khí tức, nhưng không có cách nào ẩn giấu mùi. Diệp Bắc Minh lạnh như băng, có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, khứu giác của ma thú cường đại hơn con người vô số lần, có thể cảm nhận được mùi vị trong không khí. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, anh bay lên trời, lập tức đi đến vị trí chục ngàn mét.
sau đó phát ra một tiếng hét to như rồng gầm, tao lấy lực lượng huyết mạch để kêu gọi chúng mày, hãy tập hợp lại cho tao. Gào! Làn sóng lan ra ngập trời. Tất cả đám người tu võ trong phạm vi ngàn dặm đều khiếp sợ ngẩng đầu. Nhìn lên phía trời cao hàng chục ngàn mét. Chỉ thấy, trong tầng mây kia có một ngọn lửa ma thiêu đốt. Ông trời ơi, đó là cái gì vậy? Cùng lúc đó, tất cả các ma thú trong tử vong cốc đều phát ra tiếng giống giận dữ. Gào! Gào! Rầm 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 rầm! Hàng chục ngàn con ma thú lao ra khỏi tử vong cốc như nổi điên. Tạo ra thú triều khủng bố. Những nơi mà thú triều đi qua, các tông môn đều gặp tai họa. Sơn môn bị san bằng, gia tộc bị diệt trong khoảnh khắc. Căn bản không có một người tu võ nào có thể ngăn cản được thú triều kinh khủng này. Sao lại thế này? Cứu mạng! A, à, một vài người tu võ không may mắn còn bị thú triều cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt đã bị đạp thành một bãi máu. Đậu má, đậu má, đậu má. Nhiều ma thú như vậy, sao lại giống như đang bị ai ra lệnh kêu gọi vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Là ai đang kêu gọi ma thú trong tử vong cốc? Ừng ực. Có người điên cuồng nuốt nước miếng, không ngờ lại có người có thể gọi được hàng chục ngàn con ma thú. Ông trời ơi! Ầm ầm ầm. Côn Lôn hư vô cùng chấn động, rất nhiều người tu võ đều nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sợ tới mức vỡ mật. Đi, đi xem. Rốt cuộc là ai làm? Sau khi thú triều qua đi, vô số người tu võ theo ở phía sau. Đám ma thú này lao một mạch đến dưới chân núi, nằm dạp trên mặt đất như đang quỳ lạy. Mọi người đều ngây ra. Ở vị trí trung tâm hàng chục ngàn con ma thú, một người tuổi trẻ đang đứng trên không trung. Lửa ma ngập trời. Là anh ấy. Người đứng đầu Côn Lôn hư. Diệp chủ. Sao, sao anh ấy có thể kêu gọi ma thú được? Trời đất ơi! Sau khi mọi người nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, tất cả đều bị dọa choáng váng. Chuyện này! Thiếu chủ! Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Lâm Thương Hải nhìn thấy Diệp Bắc Minh kêu gọi hàng chục ngàn con ma thú đến, rung động đến mức hóa đá tại chỗ. Tiểu sư đệ, sao cậu có thể làm được vậy? Cho dù là hai người Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ cũng không thể ngăn cản sự rung động trong lòng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, trông giống y như một thần chết. Nhìn xuống hàng chục ngàn con ma thú. Trong tay anh cầm cánh tay cụt của Chu Nhược Sư, trực tiếp hạ lệnh, cánh tay cụt này là của nữ chủ nhân chúng mày, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào cũng phải tìm ra vị trí của cô ấy cho tao. Con ma thú đầu tiên tìm được sẽ có tư cách đi theo bên người tao. Gào! Hàng chục ngàn con ma thú cùng nhau rít gào, tất cả đều vô cùng kích động. Chúng nó vừa ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, tất cả đều quay đầu lại, lao về một phương hướng. Diệp Bắc Minh đi theo phía sau. Ầm ầm ầm. Thú triều cuồn cuộn tạo ra bụi mù đầy trời, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Yêu nghiệt, mẹ nó quả thực là yêu nghiệt. Đậu má, lại có thể triệu tập được hàng chục ngàn con ma thú. Diệp Bắc Minh đúng là kẻ điên. Điều này quả thực còn khiến người ta chấn động hơn việc giết Lý Huyền Cơ. Đây là người đứng đầu Côn Lôn hư sao? Tất cả người tu võ ở đây đều không thể bình tĩnh lại, kịch liệt nghị luận. Bách Hiểu Sinh đứng ở trong đám người, không nhịn được run rẩy. Năm nhâm dần lịch Côn Luân, ngày 4 tháng 12, người đứng đầu Côn Lôn hư Diệp Bắc Minh triệu tập hàng chục ngàn con ma thú. Khiến cả Côn Lôn hư phải chấn động. Vạn thú phi nhanh, toàn bộ Côn Luân hư đều chấn động. Hơn chục ngàn con ma thú cùng nhau gào thét, chạy như điên về phía cùng một phương hướng. Diệp Bắc Minh theo phía sau, đi đến bên ngoài một rừng cây nguyên thủy. Gào! Hơn chục ngàn con ma thú đứng ở biên giới rừng cây nguyên thủy gào thét. Thế mà không dám lên trước một bước. Diệp Bắc Minh nhìn về phía rừng cây rậm rạp trước mặt, nhướng mày có chuyện gì vậy? Vì sao chúng mày không dám lên trước? Vài con ma thú cấp 7 đi tới. Nằm dạp dưới chân Diệp Bắc Minh, nhẹ giọng gào thét. Sắc mặt Diệp Bắc Minh có chút biến hóa, thế mà anh lại có thể nghe hiểu ý tứ những ma thú này biểu đạt chúng mày nói cái gì. Nơi này là rừng rậm ma thú. Gào. Vài con thú vương gật đầu. Diệp Bắc Minh nói nhỏ, bên trong có ma thú cấp 9, chúng mày không dám vào nhập. Anh đưa tay ra nắm một cái, ma khí bộc phát ra giống như sóng biển. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh. Cứ như một con rồng sống lại.
cho dù bên trong có ma thú cấp 10, chúng mày cũng phải đi vào tìm kiếm cho tao. Khí tức mênh mông cuồn cuộn. Gào. Hơn chục ngàn con ma thú gào thét. Có Diệp Bắc Minh làm chỗ dựa, bọn chúng không còn sợ hãi nữa. Tất cả đều xông vào bên trong rừng rậm ma thú. Những nơi mà đại quân ma thú đi qua đều không gặp trở ngại gì. Cùng lúc đó, một đám người đang phi hành trên bầu trời rừng rậm ma thú. Đột nhiên, phía trước có bụi mù bốc lên đầy trời. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, nhất định sẽ nhận ra một cô gái xinh đẹp trong đó. Mộ Thiên Thiên nhướng mày, động tĩnh gì vậy? Cả người lão giả bên cạnh run rẩy, hoảng sợ quát to một tiếng, không tốt, thú triều. Là thú triều. Lúc lão phu ở biên cảnh phương Bắc đã từng được chứng kiến loại động tĩnh này, tuyệt đối là thú triều đến rồi. Lão giả tỏ ra vô cùng sợ hãi, ít nhất phải có hàng chục ngàn con ma thú trở lên. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cái gì, thú triều với chục ngàn con ma thú trở lên? Con người của Mộ Thiên Thiên co vào một chút. Hít sâu một hơi. Cô ta cũng không lạ lẫm gì với thú triều. Ở biên cảnh phương Bắc của Hoàng Triều Đại Chu thường xuyên xảy ra thú triều với đủ loại quy mô. Thú triều cỡ nhỏ có khoảng 1.000 con ma thú. Có thể san bằng một thành trì nhỏ với 100.000 dân cư. Thú triều cỡ trung có từ 3.000 đến 5.000 con ma thú. Thành trì 500.000 người cũng không chống đỡ nổi. Thú triều cỡ lớn có từ chục ngàn con ma thú trở lên. Lực phá hoại tuyệt đối kinh người. Từ khi Hoàng Triều Đại Chu thành lập đến nay đã từng chịu đựng 3 lần thú triều có chục ngàn con ma thú trở lên. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Thành trì hàng triệu dân cư đều bị hủy diệt. Bây giờ, lại có thú triều có chục ngàn con ma thú trở lên. Lão giả bên cạnh quát lên một tiếng lớn, đi, đi mau. Bọn họ điều khiển ma thú phi hành muốn rời đi. Ma thú phi hành dưới người đã sớm sợ choáng váng. Thi nhau rơi từ trên cao xuống, nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Gào, rầm rầm rầm, những tiếng gầm gừ truyền đến theo tiếng bước chân. Viên công công, ngài nghĩ biện pháp đi. Mấy người trẻ tuổi kêu khóc. Lão già lẩm bẩm trong miệng, xong, tất cả đều xong rồi. Cái gì? Hu hu hu, tôi không muốn chết đâu. Những người này bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, muốn quay người chạy trốn, nhưng hai chân lại như nhũn ra. Giống như bị rót nước thép, vừa phóng ra một bước đã ngã xuống đất. Còn có mấy người bị dọa đến mức nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy giống như một con chim cút. Rầm rầm rầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, khiến màng nhĩ của Mộ Thiên Thiên như muốn nổ tung. Thân thể mềm mại của cô ta trở nên cứng ngắc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thú triều phía trước. Nhưng điều khiến cô ta cảm thấy bất ngờ chính là sau khi thú triều xông đến lại không ra tay với bọn họ. Mà là tạo thành một vòng tròn bao vây lấy bọn họ. Gào. Hơn chục ngàn con ma thú đồng thời gào thét. Mộ Thiên Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ tôi phải chết ở chỗ này sao? Lão già quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Hoàng Triều Đại Chu, bệ hạ, lão nô không có cách nào tiếp tục hầu hạ ngài nữa rồi. Lão nô đi trước một bước, chuẩn bị tất cả cho ngài trên hoàng tuyền. Một giây sau, lão già bỗng nhiên bùng nổ, lấy ra một thanh trường đao, mọi người đừng sợ, cho dù có phải chiến tử, cũng không cần sợ hãi. Mộ Thiên Thiên cắn răng một cái, cũng lấy ra một thanh bảo kiếm, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, Mộ Thiên Thiên, cô đúng là không sợ chết thật. Tôi đã tha cho cô một mạng, để cô trở về cảnh cáo Hoàng đế Đại Chu. Vậy mà cô lại không biết sống chết như thế, còn dám tới bắt người phụ nữ của tôi đi. Mộ Thiên Thiên sững sờ. Giọng nói này là, cô ta khiếp sợ nhìn về phía trước. Hơn chục ngàn con ma thú chủ động tản ra, tạo thành một con đường. Một người đàn ông chậm rãi đi tới. Được hàng chục ngàn con ma thú bao vây. Một khí tức cường đại giống như là thực chất hóa, bộc phát về phía bốn phương tám hướng. Giờ phút này, người đàn ông này giống như thiên thần hạ phàm, quân lâm thiên hạ. Trong nháy mắt lão già kia nhìn thấy người đàn ông, con người co vào một chút, run giọng kêu to, ngài là ám giả quân vương. Mộ Thiên Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, quả nhiên là anh, Diệp Bắc Minh. Anh! Cô ta nuốt nước miếng một cái, những ma thú này đều là do anh triệu tập. Không phải ám giả quân vương, lão già sững sờ. Đột nhiên, lão già bừng tỉnh, vẻ
vẻ mặt vui mừng, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Giống quá, thật sự là quá giống. Trên đời này lại có người giống như vậy ư? Lúc này, vài con ma thú lại gần, nằm rạp dưới chân Diệp Bắc Minh. Gào thét vài tiếng. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Trên người đám người Mộ Thiên Thiên không có khí thức của Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt lại, không phải bọn họ. Vậy sẽ là ai? Mộ Thiên Thiên vô cùng nghi hoặc, Diệp Bắc Minh, vừa rồi anh nói cái gì? Cái gì mà người phụ nữ của anh chứ? Tôi chưa từng gặp người phụ nữ của anh bao giờ. Diệp Bắc Minh trầm mặt, nửa ngày trước có hai người đã bắt Nhược Dư và Nhược Tuyết đi. Một người tên là Bạch Hắc Thiên, một người khác tên là Tống Du Anh. Mấy người có biết bọn họ không? Mộ Thiên Thiên giật mình, là bọn họ ư? Vèo! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đứng trước mặt Mộ Thiên Thiên. Anh không hề nể mặt mà bóp lấy cái cổ mềm mại của Mộ Thiên Thiên, nói. Lão già bên cạnh quá sợ hãi. Tốc độ của Diệp Bắc Minh thật sự là quá nhanh. Ngay cả cảnh giới hợp nhất như ông ta cũng không phản ứng kịp. Lão già vội vàng mở miệng, ám dạ vương, ngài tuyệt đối không nên xúc động. Thiên Thiên quận chúa không có bất cứ quan hệ nào với hai người này. Bọn họ là người cung phụng Thái Sư. Diệp Bắc Minh dừng một chút, buông Mộ Thiên Thiên ra, Thái Sư. Ông là ai? Lão già nở nụ cười, ám dạ vương. Tôi là người bên cạnh bệ hạ. Ngài gọi tôi là Viên Công Công là được rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Người này lại là thái giám. Anh buông cổ của Mộ Thiên Thiên ra, nhìn Viên Công Công bằng ánh mắt lạnh như băng, trả lời hai câu hỏi của tôi. Thứ nhất, thái sư trong miệng mấy người đang ở đâu? Thứ hai, vì sao ông lại gọi tôi là ám dạ vương? Một sát khí kinh khủng khóa chặt Viên Công Công. Cơ thể già nua của Viên Công Công run lên, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này cứ như là ám dạ quân vương sống lại, loại uy thế này thật sự là quá kinh khủng. Ông ta không dám chậm trễ chút nào, mở miệng nói, trả lời vấn đề thứ nhất của ngài, Thái Sư ở Long Đô Đại Chu. Lại trả lời vấn đề thứ hai của ngài, ngài là hậu nhân của quân vương ám dạ. Bệ hạ đã hạ chỉ để ngài kế thừa tước vị của quân vương ám dạ, bây giờ ngài chính là ám dạ vương của Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh chớp mắt. Anh đã đồng ý với mẹ sẽ sửa lại án xử sai cho nhà họ Diệp. Thay thế mẹ đi Hoàng Triều Đại Chu một chuyến, lấy lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Diệp. Nhưng anh còn chưa xử lý xong chuyện ở Côn Luân Hư. Thế mà người của Hoàng Triều Đại Chu đã chủ động tới. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhà họ Diệp bị Hoàng Triều Đại Chu truy nã, chạy trốn tới Côn Luân Hư. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Diệp phạm tội gì? Viên Công Công bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó Hoàng Triều Đại Chu vừa mới thành lập, quân vương ám dạ lập công lao cực lớn. Đáng tiếc có tiểu nhân nói bậy là nhà họ Diệp muốn làm phản, để bệ hạ trách lầm nhà họ Diệp. Bây giờ đã tra ra manh mối, bệ hạ muốn trầm oan giải tội cho nhà họ Diệp. Ngài là người tốt nhất để thừa kế chức vị của quân vương ám dạ thế hệ này của nhà họ Diệp. Chỉ cần ngài theo tôi về Long Đô Đại Chu. Sẽ có thể kế thừa tước vị. Diệp Bắc Minh nhìn Viên Công Công bằng ánh mắt lạnh như băng, tôi không có chút hứng thú nào với vị trí quân vương ám dạ. Thứ nhất, thái sư của mấy người đã bắt người phụ nữ của tôi đi, ở trong lòng tôi ông ta chắc chắn sẽ phải chết. Thứ hai, năm đó người vu hãm nhà họ Diệp tôi phải bỏ ra cái giá y như vậy. Thứ ba, tất cả những gì thuộc về nhà họ Diệp, tôi muốn lấy lại cả gốc lẫn lãi. Một luồng sát khí đập vào mặt. Cái gì? Viên Công Công giật mình. Ông ta nuốt nước miếng một cái, ám dạ vương, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nếu như ngài làm loạn, sợ rằng sẽ làm dao động căn bản của Đại Chu. Hơn 1.000 năm trôi qua, rất nhiều thứ đều đã là cảnh còn người mất. Diệp Bắc Minh cười một tiếng sâu xa, nói cách khác, bọn họ hại nhà họ Diệp xong rồi cứ bỏ qua như vậy sao? Viên Công Công lúng túng cười một tiếng, ám dạ vương. Bệ hạ đã đồng ý, có thể đền bù cho ngài. Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu, nhà họ Diệp chết nhiều người như vậy, đền bù có thể để những người chết đi sống lại sao? Chuyện này, Viên Công Công trầm mặc. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, ám dạ vương, ngài cứ yên tâm. Bệ hạ nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Diệp Bắc Minh không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Anh chỉ lo lắng cho Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết,
từ nơi này đến Long Đô Đại Chu, nhanh nhất phải mất bao lâu? Nhược Dư và Nhược Tuyết đã bị bắt đi nửa ngày. Nếu như bây giờ anh đến Long Đô Đại Chu bằng tốc độ nhanh nhất, có lẽ sẽ còn có cơ hội. Viên Công Công thành thật trả lời, đại khái là 3 ngày. Diệp Bắc Minh gật đầu, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta sẽ đến Long Đô Đại Chu. Viên Công Công vui mừng quá đỗi, ám dạ vương, ngài đồng ý đến Long Đô Đại Chu sao? Tốt, 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 quá tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát ngay. Ông ta vô cùng kích động, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Viên Công Công nhìn thoáng qua bốn phía, hơn chục ngàn con ma thú đang vây quanh bọn họ, ám dạ vương. Ngài có thể để những ma thú này rời đi không? Nếu không ma thú phi hành của chúng tôi căn bản không dám động. Chục ngàn con ma thú thả ra uy áp, ai dám động đậy chứ? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, dẫm chân xuống một cái, đều trở về đi. Gào! Hơn chục ngàn con ma thú trăm miệng một lời gào thét. Sau đó quay người rời đi. Viên Công Công nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, ám dạ vương lại có thể điều khiển ma thú. Nếu chuyện này truyền về Đại Chu, sợ là sẽ có rất nhiều người không thể ngủ yên giấc. Rừng rậm ma thú, trên đỉnh một cái cây đại thụ che trời. Một con chim ưng to lớn đang chiếm cứ chỗ đó, mặc dù nó có thân thể diều hâu, thế mà lại mọc ra một cái đầu rồng. Long ưng. Ma thú cấp 10. Ở trong sào huyệt của long ưng. Thế mà lại có một con thỏ trắng vô cùng bình thường. Đột nhiên, thỏ trắng nói tiếng người, tiểu hắc. Cậu nhìn thấy người đàn ông đó không? Trên người anh ta có một luồng khí tức đặc biệt, vô cùng hấp dẫn. Nếu tớ tu luyện bên cạnh anh ta, nhất định có thể nhanh chóng hóa thành hình người. Long ưng sợ giật mình, tiểu bạch, loài người là xấu xa nhất. Bọn họ thích săn giết chúng ta, lấy tinh hạch trong cơ thể chúng ta. Cậu đừng lại gần anh ta, tớ có thể cảm nhận được, trên người anh ta có một luồng khí tức nguy hiểm. Đôi mắt của thỏ trắng lóe lên. Chớp mí mắt, không sợ, tớ có bảo vật của tổ tiên, có thể che giấu khí tức. Long ưng vẫn rất lo lắng, nhưng mà đàn ông loài người đó. Thỏ trắng vụt người, từ trên cành cây nhảy xuống, tiểu hắc, cậu đợi tớ hóa thành người thành công đi. Rồi luôn chạy biến mất trong tầm mắt. 3 ngày sau, trước một tòa thành hùng vĩ, người qua người lại nhộn nhịp như đón Tết. Viên Công Công cười giới thiệu, ám dạ vương điện hạ. Phía trước chính là Long Đô của Đại Chu. Phóng mắt nhìn, một cảm giác khí thế hào hùng ập đến. Hàng triệu người sinh sống trong Long Đô Đại Chu. Sánh được với Quảng Thâm Bắc Thượng của giới phàm tục. Côn Luân Hư cũng không có tòa thành nào phồn hoa như vậy. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, đi thẳng vào cổng thành. Đứng lại. Một nhóm binh sĩ xông đến. Bao vây Diệp Bắc Minh. Một tướng quân quát một tiếng, vào Long Đô phải xếp hàng. Trình bày chứng minh thân phận, cậu dám trực tiếp xông vào. Soạt. Rất nhiều người nhìn qua, trong đó không thiếu một vài võ giả. Viên Công Công cười lạnh lùng một tiếng, to gan, Ninh Hổ, cậu dám ngăn cản ở cậu ấy. Sau khi Ninh Hổ nhìn thấy Viên Công Công, kinh hồn bạt vía, Viên Công Công, sao lại là ông? Vị này là... Sợ hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh, trong lòng sớm đã nổi lên làn sóng kinh hãi. Viên Công Công là cao thủ đệ nhất đại nội, thái giám thân cận bên cạnh bệ hạ. Ông ta lại đích thân đi theo sau người thanh niên này. Vãi! Ninh Hổ sợ đến ngốc nghếch. Chắc không phải là con riêng của bệ hạ chứ? Viên Công Công cười lạnh lùng một tiếng, đừng nghĩ lung tung, đây là ám dạ vương điện hạ. Bệ hạ có chỉ, cậu ấy tiếp tục kế thừa tước vị của quận vương ám dạ, thế tập võng thế. Sao thế tập võng thế, tức là tước vị đó truyền đời mà không bị giáng tước? Cái gì? Cậu ta chính là con cháu đời sau của quận vương ám dạ. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua, vẻ mặt chấn kinh. Ninh Hổ sợ đến tê dại ra đầu, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống, ám dạ vương, xin lỗi, vừa nãy tôi không biết thân phận của cậu. Trong nhà tôi trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, cầu xin cậu tha cho tôi một lần đi. Diệp Bắc Minh nhìn Ninh Hổ, đừng sợ. Tôi hỏi anh một câu. Ninh Hổ hoảng sợ cúi đầu, cậu cứ nói. Diệp Bắc Minh mỉm cười, thái sư ở đâu? Ninh Hổ mau chóng nói, thái sư trăm công nghìn việc, vì thần nào biết hành tung của ông ta? Ồ! Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm gật đầu, thế phủ thái sư ở đâu? Vẻ mặt Viên Công Công biến sắc,
đang định lên tiếng, Ninh Hổ, đừng. Ừm. Diệp Bắc Minh quay đầu cười lạnh lùng, Viên Công Công. Nhìn ánh mắt băng lạnh vô tình của Diệp Bắc Minh, Viên Công Công trực tiếp nuốt lời định nói xuống. Khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Mộ Thiên Thiên nén thấp giọng, Viên Công Công, mau ngăn Ninh Hổ đi, đừng để Diệp Bắc Minh đến Phủ Thái Sư. Viên Công Công cau mày, cho dù Điện Hạ đến Phủ Thái Sư, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao ở đây cũng là Long Đô, có lẽ cậu ta không dám làm bừa. Mộ Thiên Thiên nhỏ tiếng nhắc nhở, Viên Công Công, ông không hiểu anh ta. Tôi rất hiểu Diệp Bắc Minh, nhất định sẽ xảy ra chuyện, để anh ta gặp bệ hạ trước rồi tính. Nhất định không được để anh ta đến Phủ Thái Sư. Ở Côn Luân Hư, Diệp Bắc Minh có danh sát thần, anh ta sẽ phá chọc trời đấy. Viên Công Công mỉm cười, sát thần, trò chơi trẻ con. Yên tâm đi quận chúa, không vấn đề gì đâu. Ông, ầy, Mộ Thiên Thiên lo lắng đến dậm chân. Nhưng bảo cô ta ngăn cản Diệp Bắc Minh, cô ta cũng không dám. Cảm giác như đối diện với tử thần, cô ta không muốn gánh chịu lần thứ hai. Giọng của Ninh Hổ tiếp tục vang lên, Phủ Thái Sư ở phố Thanh Long, cậu cứ đi thẳng theo phố Thanh Long, thì có thể nhìn thấy Phủ Thái Sư. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh mỉm cười, trực tiếp đi vào Long Đô Đại Chu. Đi thẳng theo phố Thanh Long. Viên Công Công đi theo phía sau, kinh sợ, Điện Hạ, cậu vừa đến Long Đô, nên đi gặp bệ hạ trước. Cậu đến Phủ Thái Sư làm gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, không có gì, chỉ xem thôi. Viên Công Công ngẩn người, thực sự chỉ xem thôi không? Diệp Bắc Minh cười gật đầu, đương nhiên. Viên Công Công cười, thấp giọng cười với Mộ Thiên Thiên bên cạnh, quận chúa Thiên Thiên, cô nhìn thấy rồi chứ? Lần đầu Điện Hạ đến Long Đô, dù thế nào cũng sẽ không trở mặt với Thái Sư đâu. Mộ Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh. Tên này bày vẻ vô hại, thực sự sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn sao? Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn một tòa phủ đệ to lớn tráng lệ phía trước. Viên Công Công chỉ vào tấm hoành phi màu vàng của Phủ Thái Sư, Điện Hạ, ba chữ Phủ Thái Sư này, là do chính tay bệ hạ viết. Doạt! Một đường kiếm khí màu đỏ máu đột nhiên xuất hiện, giống như một con huyết long đập về phía hoành phi màu vàng của Phủ Thái Sư. Ầm! Một tiếng vang lớn, vụn gỗ bay khắp nơi. Cổng lớn của Phủ Thái Sư ầm ầm đổ sập, khói bụi đầy trời. Là ai? Thật to gan! Nơi này là Phủ Thái Sư, mày dám! Một đám võ giả xông ra khỏi Phủ Thái Sư, vẻ mặt đầy chấn kinh và tức giận. Soạt! Chỉ thấy một tàn ảnh xông lên, xông vào trong Phủ Thái Sư. Trong tích tắc, huyết quang ngút trời, tiếng kêu thảm liên miên không dứt bên tai. Cơ thể Mộ Thiên Thiên run lên, khuôn mặt tái nhợt, Viên Công Công, chẳng phải ông nói không sao ư? Viên Công Công đứng tại chỗ, khóe miệng co giật, xong rồi, xong hết rồi. A! À, trong Phủ Thái Sư, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Rất nhiều người tập trung ở cổng Phủ Thái Sư, vẻ mặt không dám tin. Giống như nằm mơ. Có chuyện gì vậy? Có người nuốt nước miếng, vừa nãy hình như có một người tung một đường kiếm tấn công cổng lớn của Phủ Thái Sư, giết vào Phủ Thái Sư rồi. Cái gì? Người qua đường gần đó mở to con mắt. Ai mà to gan như vậy? Phủ đệ của Chu Thái Sư mà cũng dám xông vào. Điên rồi sao? Người qua đường bàn tán xôn xao, càng lúc càng nhiều người vây đến xem. Viên Công Công quay người rời đi, quận chúa Thiên Thiên, cô đi ngăn cản ám dạ vương Điện Hạ, tôi đi bẩm báo bệ hạ. Mộ Thiên Thiên sốt ruột, Viên Công Công, tôi đâu có ngăn được anh ta, ông đợi đã. Viên Công Công sớm đã biến mất khỏi tầm nhìn. Mộ Thiên Thiên bất lực, dậm chân xông vào Phủ Thái Sư. Trong một phủ đệ sang trọng ở Long Đô Đại Chu, hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện. Chính là Chu Thái Sư và Bát Vương Gia. Chu Thái Sư lật mở một bản tài liệu, Bát Vương Gia, bây giờ bệ hạ muốn điều tra sự việc năm đó. Đã phái Viên Công Công đến Côn Luân Hư đón con cháu đời sau của quận Vương ám dạ rồi, nếu bọn họ về đến Đại Chu, sợ rằng. Sắc mặt Bát Vương Gia sầm xuống, cười lạnh lùng, ha ha, nếu họ ngoan ngoãn ở Côn Luân Hư, thì còn thoi thóp hơi tàn. Bản vương không thèm đi tìm bọn họ. Nếu bọn họ dám về Đại Chu, ha ha. Bát Vương Gia nhìn sang Chu Thái Sư một cái đầy ý sâu xa, hơn nữa, chẳng phải ông đã có được thông tin.
nhà họ Diệp cũng chỉ là gia tộc hạng ba ở Côn Luân hư sao? Trong thế hệ bọn họ, người có thiên phú nhất là một thanh niên tên là Diệp Bắc Minh. Hình như ông cho người đi giết Diệp Bắc Minh rồi phải không? Thản nhiên nhẹ nhàng bổ sung một câu, thực sự không được, diệt cỏ tận gốc vậy. Chu Thái Sư tỏ vẻ mặt chấn kinh. Làm sao bát vương ra biết chuyện này? Chẳng lẽ mình bị theo dõi? Mồ hôi toát lạnh sống lưng. Bầu không khí quỷ dị. Đột nhiên, thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Thái Sư. Không hay rồi. Bát vương ra lạnh mặt, Chu Thái Sư, người của ông không hiểu quy tắc thế sao? Chu Thái Sư hơi lúng túng, bát vương ra, ông thứ tội. Rồi lạnh mặt quát một tiếng ra ngoài cửa, đồ không có mắt, không biết tao và bát vương ra đang bàn chuyện lớn hả? Cho dù trời sập xuống, cũng ra ngoài đợi cho tao. Nô bộc bên ngoài khóc mếu, Thái Sư, trời sập thật rồi. Chu Thái Sư ngẩn người, cảm thấy bất thường. Mở cửa phòng, đã xảy ra chuyện gì? Nô bộc quỳ xuống đất, Thái Sư, có cậu thanh niên, giết vào phủ Thái Sư. Cái gì? Chu Thái Sư và bát vương ra quay sang nhìn nhau. Sâu trong phủ Thái Sư. Những chỗ Diệp Bắc Minh đi qua, không ai có thể ngăn được. Anh giống như tử thần giáng xuống, bước đến đâu giết đến đấy. Thi thể ngã liên tiếp dưới chân anh. Diệp Bắc Minh dẫm lên thi thể chất đống như núi, cho các người một phút, gọi Thái Sư của các người cút ra đây. Nếu không, tôi sẽ giết sạch cả phủ Thái Sư các người. Các hộ vệ của phủ Thái Sư đều ngẩn người. Đây là phủ Thái Sư đó. Lại bảo Thái Sư cút ra đây. Nếu không giết sạch cả phủ Thái Sư. Anh ta lấy dũng khí ở đâu ra, ai cho anh ta cái gan đó. Nhóc con, nơi này không cho phép mày hoành hành ngang ngược. Doạt, một đường đao khí màu đen chém xuống. Một ông lão mặt dỗ vụt người lên, mang theo khí tức sát phạt khủng bố. Vậy sao? Diệp Bắc Minh phì cười một tiếng. Chủ động bước ra một bước, đến trước người ông lão. Vẻ mặt ông lão mặt dỗ biến sắc, tốc độ nhanh quá, mày là. Phụt, kiếm đoạn long nghiền áp xuống, ông lão hóa thành xương máu tại chỗ. Những người khác trong phủ Thái Sư tỏ vẻ mặt không thể tin nổi, Dư Cung Phụng. Dư Cung Phụng là cảnh giới hợp nhất hậu kỳ, lại cũng bị người thanh niên trước mặt giết chết bằng một đường kiếm. Rốt cuộc tên nhóc này là ai? Nhất thời, cả phủ Thái Sư yên tĩnh. Một luồng khí tức chết chóc lan rộng, không có một ai dám lên tiếng. Tất cả đều bị trấn áp. Lúc này, đám người nhường ra một lối đi. Một thanh niên ăn mặc sang trọng xuất hiện. Lướt nhìn Diệp Bắc Minh và thi thể khắp đất một cái, mấy cường giả của phủ Thái Sư ghé sát lại, thì thầm mấy câu bên tai người thanh niên. Diệp Bắc Minh đơn thương độc mã giết vào phủ Thái Sư, đánh sập cổng lớn phủ Thái Sư. Liền một lúc giết mấy trăm người. Phủ Thái Sư xây dựng mấy trăm năm. Chưa từng xảy ra chuyện như này. Trong mắt của người thanh niên bùng phát ra một luồng sát ý băng lạnh, nhóc con, rốt cuộc mày là ai? Mày biết đây là nơi nào không? Mày đến từ gia tộc nào? Thế lực nào? Bố mẹ của mày là ai? Sư phụ của mày là ai? Mày biết mày đang làm gì không? Giọng của người thanh niên này giống như sấm sét giáng xuống. Cuồn cuộn gào thét. Mỗi lần hắn ta nói ra một câu, thì bước về phía Diệp Bắc Minh một bước. Khí thế kinh người. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra hai chữ, ồn ào. Giơ tay tóm về phía cổ của người này. Hai ông lão phía sau hắn ta sầm mặt xuống, vô cùng quyết đoán ra tay, dám ra tay với công tử. Muốn chết hả? Khí tức của hai ông lão vô cùng khủng bố, đều là cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Mỗi người đưa ra một cánh tay đập thật mạnh về phía bả vai của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn cũng chẳng nhìn hai người, chém kiếm đoạn long ra. Phụt, phụt. Hai ông lão bị kiếm đoạn long chém trúng, máu tươi bắn tung tóe. Hóa thành xương máu tại chỗ. Cái gì? Đám người phủ Thái Sư ngẩn người. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, tóm chặt cổ của Chu Càn. Một luồng khí tức chết chóc ập đến. Việc này, thiếu gia. Lúc này, phủ Thái Sư rơi vào tĩnh lặng như cái chết, mọi người sợ đến tim cũng sắp nổ tung. Tất cả mọi người mở to con mắt, dường như hóa đá. Hắn ta là con trai trưởng của Thái Sư đó. Rốt cuộc người thanh niên này là ai? Rốt cuộc cuồng ngạo đến mức nào?
dám bóp cổ họng con trai trưởng của Thái Sư. Điên rồi. Chắc chắn anh điên rồi. Lúc này, Mộ Thiên Thiên xuất hiện phía sau Diệp Bắc Minh. Cả phủ Thái Sư tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến cô ta suýt nôn ọe. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh tóm cổ của Chu Càn, Mộ Thiên Thiên kinh sợ hét lớn, Diệp Bắc Minh, dừng tay. Anh không được làm bừa, Chu Càn là con trai của Chu Thái Sư, mà còn là con trưởng. Nếu anh động vào anh ta, sợ rằng không thể sống đi ra khỏi phủ Thái Sư đâu. Mộ Thiên Thiên cho rằng, nói ra thân phận của Chu Càn, Diệp Bắc Minh sẽ kiêng sợ. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, thì ra mày là con trai của Chu Thái Sư. Một cảm giác khó thở truyền đến. Chu Càn không những không sợ hãi, ngược lại cười cuồng ngạo một tiếng, ha ha ha, nhóc con, sợ rồi phải không? Mày tuyệt đối đừng sợ, tao cũng chỉ là con trai của Thái Sư thôi. Sau này cùng lắm báo thù người nhà của mày, cho bố mẹ mày sống không bằng chết. Cho bạn bè người thân của mày hối hận vì quen biết mày, đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ. Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, hả, đừng mà, tao sợ quá đi. Giơ tay, tóm chặt một cánh tay của Chu Càn. Giật thật mạnh, doạt, máu thịt rách nứt, xương gãy. Một cánh tay của Chu Càn trực tiếp lìa khỏi cơ thể, máu tươi phun ra. A, à, Chu Càn hét lên thảm thiết như mổ lợn. Mộ Thiên Thiên ôm chặt cái miệng nhỏ, cơ thể không nhịn được run lên. Tất cả mọi người trong phủ Thái Sư chừng mở to con mắt. Sợ đến gần như ngừng hít thở. Chỉ còn lại giọng của Chu Càn gào thét, mày dám làm vậy với tao. Vãi, vãi. Nhóc con, mẹ kiếp, mày dám làm vậy với tao. Giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên, mày uy hiếp tao. Tao sợ quá đi. Xoẹt. Một cánh tay khác của Chu Càn bị giật xuống. Suýt. Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Chu Càn đau đến gần như ngất đi, suýt nữa mất đi ý thức. Diệp Bắc Minh giơ tay bắn ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể Chu Càn, mày đừng ngất đi đấy. Nếu ngất xỉu, thì không thể cảm nhận đau đớn đâu. Phụt. Chém kiếm đoạn long xuống. Một cái chân của Chu Càn rơi xuống đất. Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi, có đau không? Chu Càn hoàn toàn sợ đến ngốc nghếch. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày, rốt cuộc mày là ai? Mày dám làm vậy với tao? Tao là thư đồng của Thái tử, phụ thân tao là Thái sư của Đại Chu. Mày có biết làm vậy sẽ có hậu quả thế nào không? Diệp Bắc Minh bày vẻ mặt vô tội, a, sẽ có hậu quả thế nào? Phụt, chém một nhát xuống. Cái chân cuối cùng của Chu Càn lìa khỏi cơ thể. Có thêm kim châm của Diệp Bắc Minh, khiến hắn ta không thể ngất đi. Càng thêm đau đớn dữ dội gấp trăm lần, a, à, giết tao đi, xin mày giết tao đi. Đừng hành hạ tao nữa, tao chỉ mong chết đi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, đừng vội, Chu Thái Sư còn chưa xuất hiện, mày chết thì tao chơi cái gì? Nhìn nụ cười của Diệp Bắc Minh. Chơi. Chu Càn sợ đến toàn thân run lên, mày, rốt cuộc mày, là người, hay là quỷ? Những người khác của phủ Thái Sư sợ đến tê dại ra đầu. Anh ta đang chơi. Ma quỷ. Tên nhóc này chắc chắn là ma quỷ chuyển thế. Đột nhiên, tiếng gào thét tức giận vang lên, dừng tay. Rốt cuộc mày là ai, mày dám làm hại con trai của tao. Chu Càn nhìn về phía sau Diệp Bắc Minh. Một đám binh sĩ bảo vệ cho Chu Thái Sư vào bát vương ra đi đến. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người, Chu Càn kích động hòa khóc, hu hu, phụ thân, cầu xin phụ thân bảo anh ta giết con đi. Càn nhi. Nhìn tình trạng thê thảm của Chu Càn, Chu Thái Sư sắp phát điên rồi. Hận không thể xé xác sống Diệp Bắc Minh. Đôi mắt già nua đầy máu, bất kể mày là ai, mày dám đối xử với con trai tao như vậy, tao phải diệt cả 10 tộc nhà mày. Bát Vương ra ở bên cạnh nhìn thấy thi thể khắp đất. Và cả sát khí ngút trời trên người Diệp Bắc Minh, nhìn anh một cái sâu sắc. Dưới con mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, bố của mày về rồi. Không chơi với mày nữa. Sắc sắc một tiếng giòn tan. Dứt khoát, nhanh gọn. Bóp nát cổ của Chu Càn tại chỗ. Tùy tiện ném thi thể của hắn ta như vứt rác. Chu Thái Sư đỏ con mắt, tức đến nhảy lên, Càn nhi. Giết, giết, giết. Giết hắn cho tôi. Xoạt, xoạt, xoạt. 7-8 bóng người phía sau Chu Thái Sư xông đến, sắc mặt cực kỳ băng lạnh. Một người trong đó lạnh lùng lên tiếng, cậu thanh niên,
cậu là người to gan nhất mà cả đời này tôi từng gặp, không có người thứ hai. Nơi này là phủ thái sư, làm sao cậu? Diệp Bắc Minh chẳng thèm nghe ông ta nhiều lời. Chủ động tấn công, bước ra một bước. Phập, tấn công ra một quyền. Gru, tiếng rồng gầm bùng phát. Cái đầu của người đàn ông trung niên nổ tung tại chỗ, hóa thành xương máu. Việc này, Chu thái sư kinh sợ. Các võ giả khác cũng ngẩn người. Diệp Bắc Minh chủ động vung kiếm đoạn long, huyết khí ngút trời nổi lên. Tất cả những người trong phạm vi 30 mét gần ông ta, đều bị giết bằng một đường kiếm. Mày! Vẻ mặt Chu thái sư bỗng biến sắc, cảm thấy sự việc không đúng. Bát Vương ra giật khóe mắt, rốt cuộc kẻ này là ai? Soạt! Ánh mắt sầm xuống, phát ra hiện Mộ Thiên Thiên bên cạnh. Thiên Thiên, sao cô lại ở đây? Cô biết kẻ này, hắn là ai? Đợi đã! Đột nhiên! Vẻ mặt Bát Vương ra biến sắc, chẳng phải cô và Viên Công Công đến Côn Luân hư sao? Chẳng lẽ kẻ này là... Sắc mặt Mộ Thiên Thiên trắng bệch, Bát Thúc, anh ta là Diệp Bắc Minh, con cháu đời sau của quận Vương ám dạ. Cái gì? Bát Vương ra ngẩn người, chấn hãi nhìn qua. Vẻ tức giận trên khuôn mặt Chu thái sư cứng đờ lại, hắn chính là Diệp Bắc Minh. Lôi ảnh trùng trùng. Diệp Bắc Minh lập tức xuất hiện trước người Chu thái sư. Tóm vai ông ta, Nhược Giai và Nhược Tuyết đang ở đâu? Phập! Chu thái sư như bị sét đánh, bò dưới đất. Anh giơ chân giẫm lên đầu ông ta. Chu thái sư nhục nhã gào thét, Diệp Bắc Minh, mày đang nói gì? Tao không hiểu. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, không hiểu. Giẫm mạnh chân xuống. Rắc, một tiếng giòn tan. Một cái chân của Chu thái sư lập tức gãy tan, hóa thành xương máu, biến mất tại chỗ. Thái sư! Nhóc con, mày dám đánh thương thái sư. Mấy người phụ nữ của phủ thái sư chửi rủa ghê gớm. Diệp Bắc Minh cũng chẳng thèm quay đầu, quét ngang một đường kiếm. Phụt, một màn xương máu bùng lên. Cả hiện trường lập tức yên tĩnh. Vẻ mặt tất cả mọi người biến sắc, kẻ này có lòng tàn sát quá nặng, bọn họ hoàn toàn sợ ngây ngốc. Chu thái sư kêu thảm, Diệp Bắc Minh, tao không biết mày đang nói gì. Còn cứng miệng. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Phập, anh giơ chân lên lần thứ hai, một cái chân khác của Chu thái sư bị phế tại chỗ. Bát Vương ra lạnh giọng quát nói, Diệp Bắc Minh, nơi này là Hoàng Triều Đại Chu. Không cho phép mày hoành hành ngang ngược. Diệp Bắc Minh lướt mắt nhìn qua, ông cũng muốn chết. Bát Vương ra thộn người, mày nói cái gì? Cơ thể Mộ Thiên Thiên không ngừng run lên, kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh mau xin lỗi đi. Đây là Bát Vương gia, nắm giữ 1/3 binh quyền của Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đến Bát Vương gia. Chẳng thèm phí lời, chuẩn bị lục soát thần hồn. Ha ha ha, Bát Vương gia tức đến sắp phát điên, trong lòng bùng phát một cơn lửa giận không thể dập tắt. Ông ta tức đến bật cười, ha ha ha, tốt, tốt lắm. Bắt lấy hắn, nếu dám phản kháng, giết không tha. Phía sau Bát Vương gia, một ông lão từ lúc bước vào phủ thái sư đã nhắm hờ mắt dường như đang ngủ từ lâu chưa tỉnh dậy bỗng mở đôi mắt. Nhả ra một chữ lạnh chữ băng, rõ. Một luồng khí huyết chết chóc bùng phát ra từ cơ thể của ông lão. Giống y hệt với khí tức của lão tổ điện huyết hồn. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, khí tức của huyết phân tông. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu nhóc, thánh cảnh. Hơn nữa còn là thánh cảnh trung kỳ. Cẩn thận đấy. Diệp Bắc Minh cau mày, đang định ra tay. Đột nhiên, trong không khí vang lên một giọng nói yêu kiều, Bát Thúc, khó khăn lắm sư đệ của tôi mới về nhà, ông đối xử với cậu ấy như vậy sao? Ông làm như vậy, tôi không đồng ý đâu nhé. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Kích động nhìn về phía cổng lớn phủ thái sư tứ sư tỷ. Khuôn mặt Bát Vương ra lóe lên sát ý rồi vụt tắt. Thay vào đó là kinh ngạc, sao cô lại đến đây? Kinh ngạc hóa thành kiêng sợ. Giọng trầm xuống, dừng tay trước đã. Ông lão của huyết phân tông lui lại. Đứng phía sau Bát Vương ra, tiếp tục nhắm hờ mắt như ngủ. Khà khà khà. Tiếng cười vang lên. Liền sau đó, một cô gái tuyệt sắc mặc cung trang đi vào phủ thái sư, một đoàn thị vệ mang theo sát khí đi theo phía sau, tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng đến. Sao cung trang, đồ mặc trong cung? Tỷ tỷ đợi đệ ở đây sắp một năm rồi đấy.
bước đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, bóp bên má của anh, trời ơi, tiểu sư đệ, đệ vẫn đáng yêu như vậy. Tất cả trố mắt há hốc miệng. Mộ Thiên Thiên kinh ngạc kêu một tiếng, a, à, trưởng công chúa, cô là sư tỷ của Diệp Bắc Minh ư. Cô gái mặc cung trang không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, véo bóp khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, làm gì mà ngạc nhiên như vậy. Diệp Bắc Minh không thể tin nổi, trưởng công chúa. Tứ sư tỷ, tỷ là trưởng công chúa của Hoàng Triều Đại Chu. Cô gái mặc cung trang chính là tứ sư tỷ của Diệp Bắc Minh, Chu Lạc Ly. Cổ thiên nga, đường cong mềm mại. Cung trang sang trọng. Một luồng khí tức của nữ hoàng ập đến. Từng hành động cử chỉ đều mang vẻ quý phái trời sinh. Mộ Thiên Thiên cũng tự thẹn không bằng. Lúc trước cùng tập võ ở Côn Luân Hư, tứ sư tỷ thích nhất là véo má của anh. Hơn một năm không gặp tứ sư tỷ, thói quen này vẫn không thay đổi. Chu Lạc Ly cười gật đầu, đúng thế. Chu Thái Sư giống như tóm được phao cứu mạng, trưởng công chúa cứu tôi. Chu Lạc Ly đảo nhìn Chu Thái Sư một cái, tiểu sư đệ, sao ông ta lại đắc tội với đệ rồi? Diệp Bắc Minh nói thẳng, tứ sư tỷ, thuộc hạ của ông ta đã bắt Nhược Giai và Nhược Tuyết. Ông ta đã bắt Nhược Giai và Nhược Tuyết. Ánh mắt Chu Lạc Ly lóe lên, các sư muội khác nói với tỷ, hai cô gái này là hồng nhan chi kỷ của sư đệ phải không? Soạt, khuôn mặt của Chu Lạc Ly sầm xuống, phủ đầy sương lạnh. Một luồng sát ý lạnh như băng ập đến. Một giây trước, cô ấy còn là sư tỷ dịu dàng xinh đẹp. Một giây sau, đúng là như chúa tể tu la từ địa ngục đi ra. Chu Thái Sư, gia tộc của ông nhận hoàng ân, được ban lấy họ của hoàng tộc. Ngay cả phụ nữ của sư đệ tôi mà ông cũng dám bắt. Chức vị thái sư của ông, kết thúc được rồi đấy. Chu Thái Sư ngẩn người, mắt đầy tia máu, trưởng công chúa, cô nói cái gì? Tôi là thái sư của Đại Chu, Diệp Bắc Minh không có bằng chứng, đã giết vào phủ thái sư. Hắn không những giết con trai tôi, còn muốn giết cả tôi. Ông ta tức đến toàn thân run lên, nhìn bát vương gia một cái, bát vương gia ở đây, trưởng công chúa nói lời này là có ý gì? Chức thái sư của tôi, là đích thân bệ hạ sắc phong. Chẳng lẽ trưởng công chúa cho rằng bệ hạ đã sai sao? Bát vương gia lạnh giọng nói, Lạc Ly, chú ý thân phận của cô, Chu Thái Sư là trụ cột của quốc gia. Diệp Bắc Minh giết vào phủ Thái Sư, giết người bừa bãi, đã phạm tội chết. Chu Lạc Ly bật cười. Quay đầu lạnh lùng nhìn bát vương gia, bát thúc, tôi khuyên thúc đừng nên quản chuyện này. Bát vương gia ngạo mạn hỏi lại, Lạc Ly, nếu bát thúc cứ muốn quản thì sao? Chu Lạc Ly còn chưa nói gì. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Đôi mắt lóe lên, một luồng hào quang màu đỏ máu bắn ra từ trong cơ thể. Trực tiếp lục soát thần hồn Chu Thái Sư. Lúc này, ông lão phía sau bát vương ra bỗng mở đôi mắt, huyết hồn chú. Chẳng phải thuật này đã thất truyền rồi ư? Vậy mà hắn lại biết. Bát vương ra kinh hãi, lão hạng, ông đang nói gì? Lão hạng không trả lời. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. A, à, Chu Thái Sư kêu thảm một tiếng, tất cả thông tin trong đầu bày ra hết trước Diệp Bắc Minh. Bạch Hắc Thiên, Tống Du Anh, hộ pháp của Huyết Vân Tông. Cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Hai người phụng lệnh của Chu Thái Sư đến Côn Luân Hư, giết Diệp Bắc Minh. Nhân tiện tiêu diệt cả nhà họ Diệp. Chu Thái Sư không hạ lệnh bắt Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh đoán, sau khi Bạch Hắc Thiên, Tống Du Anh tiến vào Côn Luân Hư. Điều tra được thông tin về anh, biết không phải là đối thủ của anh. Cho nên mới bắt hai người đi. Hiện giờ, trong đầu của Chu Thái Sư không có thông tin hai người về đến Long Đô Đại Chu. Xem ra vẫn còn đang trên đường. Nếu đã là con tin, có lẽ tạm thời chưa có nguy hiểm. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, Chu Thái Sư, ông đúng là đáng chết. Chu Thái Sư sợ đến sắc mặt tái nhợt. Dưới con mắt của Diệp Bắc Minh, tất cả bí mật đều không thể che giấu, mày, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh tiếp tục tìm kiếm thông tin của nhà họ Diệp. Có lẽ Chu Thái Sư này biết, tình hình cụ thể việc nhà họ Diệp bị diệt môn. Tìm được rồi. Diệp Bắc Minh thám dò vào sâu trong đầu của Chu Thái Sư. Đột nhiên, phụt, một luồng huyết quang lóe lên, đầu của Chu Thái Sư ầm ầm nổ tung. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thế này là thế nào? Tôi không giết ông ta, sao ông ta lại chết?
Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, ông ta bị người khác hạ thần chú rồi. Một số bí mật trong đầu hoàn toàn bị phong tỏa. Một khi nói ra những bí mật này, sẽ lập tức linh hồn tan vỡ mà chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trần trừ một lúc, xem ra lai lịch của nhà họ Diệp các cậu, đúng là không đơn giản. Theo tôi được biết, thuật thần chú này rất mạnh, không yếu hơn huyết hồn chú của cậu. Diệp Bắc Minh cau mày. Trước mắt dường như xuất hiện một đám sương mờ. Tất cả manh mối đều mất. Bên tai vang lên tiếng gào thét của Bát Vương gia, Chu Thái Sư. Diệp Bắc Minh, mày thật to gan. Mày còn dám giết cả Thái Sư của Đại Chu tao. Người đâu, bắt lại cho tôi. Soạt, mấy chục thị vệ định ra tay. Chu Lạc Ly cười lạnh lùng một tiếng, tôi xem ai dám. Một luồng khí thế cường mạnh nổi lên. Soạt, soạt. Hai bà lão phía sau cô ấy bước ra một bước. Khí tức cường mạnh trấn áp mấy chục thị vệ sượt sượt lùi lại, vẻ mặt kinh sợ. Bát Phương ra tức đến tối mặt, Lạc Ly, cô coi thường quốc pháp. Chu Lạc Ly mỉm cười, bát thúc, quốc pháp Đại Chu, không dùng cho vương hầu và hoàng tộc. Bát Phương ra cười lạnh lùng, thế thì đã làm sao? Diệp Bắc Minh không phải là vương hầu, cũng không phải là hoàng tộc. Chu Lạc Ly cười một cách đầy ý sâu xa, xem ra bát thúc không được nhanh nhạy tin tức lắm. Phụ hoàng đã hạ chỉ, cho tiểu sư đệ của tôi kế thừa vương vị của quận vương ám dạ, thế tập võng thế. Sao thế tập võng thế, tước vị đó truyền đời mà không bị giáng tước? Về mặt ý nghĩa nào đó, tước vị của tiểu sư đệ còn cao hơn bát thúc một bậc đấy. Đồng tử của bát vương ra chấn động, cô nói cái gì? Làm sao có thể? Chu Lạc Ly cười không nói gì. Bát vương ra nhanh chóng suy nghĩ, ma nữ này không dám mang chuyện này ra đùa, không chừng tất cả đều là thật. Cái lão già mà không chết này cho hắn kế thừa vương vị của quận vương ám dạ. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Đáng chết! Bát vương ra nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Rồi quay người định bỏ đi. Đột nhiên! Một giọng nói băng lạnh vang lên, đợi đã. Bát vương ra ngẩn người, không nhịn được quay đầu, nhóc con, mày đang nói với tao hả? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm lão hạng, những người khác có thể đi, ông ở lại. Cái gì? Bát vương ra ngẩn người. Soạt! Hạng lão híp mắt lại, lại lập tức mở to ra. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh giống một con rắn độc, tên nhóc kia, cậu bảo lão phu ở lại. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, ông là người của Huyết Vân Tông đúng không? Bạch Hắc Thiên và Tống Du Anh cũng là người của Huyết Vân Tông. Hạng lão có chút bất ngờ, sao cậu biết lão phu là người của Huyết Vân Tông? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, điều này ông không cần phải biết, nếu Bạch Hắc Thiên và Tống Du Anh là người của Huyết Vân Tông. Như vậy nhất định ông phải có biện pháp có thể xác định được vị trí của bọn họ đi. Nói đi. Anh nói bằng giọng điệu ra lệnh. Hạng lão trực tiếp bị chọc tức, bật cười, ha ha ha, nhóc con, cậu ăn to nói lớn với một người cao hơn cậu mấy cảnh giới như vậy sao? Cậu lấy dũng khí đâu ra vậy? Và sao cậu dám làm như thế chứ? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, không nói ư. Hai mắt già nua của hạng lão trầm xuống, lão phu không nói, cậu có thể làm như thế nào? Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, ồ. Chỉ trong phút chốc, một tia sét lóe lên. Lôi ảnh cực kỳ mạnh. Ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước người hạng lão, kiếm đoạn long trong tay nghiền ép đến. Đậu má. Hạng lão phẫn nộ rít gào một tiếng, tức giận đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo, chỉ là một tên võ đế, lại dám làm càn ở trước mặt lão phu như vậy ư. Chết đi cho lão phu. Chu Lạc Ly biến sắc, ra tay, bảo vệ tiểu sư đệ. Vâng. Hai bà lão sau lưng Chu Lạc Ly ra tay, trong nháy mắt đã lao ra. Mộ Thiên Thiên ngây ra. Diệp Bắc Minh cũng to gan quá đi, lại dám chủ động ra tay với cấp thánh. Tất cả đều cút ngay cho tôi. Hạng lão quát lớn một tiếng. Một cơn gió lớn huyết sắc điên cuồng dao động xung quanh cơ thể ông ta. Hai bà lão dừng ở hai bên trái phải Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, đừng làm sằng bậy. Người này có thực lực khủng bố. Ngài không phải đối thủ của ông ta đâu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, yên tâm, giết ông ta dễ như chơi. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước người hạng lão, kiếm đoạn long trong tay chém xuống.
Hạng lão nhìn thấy một màn này thì híp hai mắt lại, tên nhóc kia, cậu sẽ phải trả giá lớn vì sự ngông cuồng của mình. Ông ta căn bản không coi kiếm Đoạn Long ra gì. Trực tiếp nâng tay lao lên. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, lặng lẽ phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Nếu Hạng lão ra tay từ khoảng cách xa, lấy tốc độ của cấp thánh trung kỳ, Diệp Bắc Minh chưa chắc đã có thể chạm vào ông ta được. Anh cố ý chọc giận Hạng lão, chính là vì để ông ta cứng đối cứng với kiếm Đoạn Long. Hạng lão còn chưa nghe thấy rõ hai chữ đó là gì. Trong nháy mắt bàn tay của ông ta tiếp xúc với kiếm Đoạn Long đã trực tiếp hóa thành một đống máu. Ông ta kêu thảm thiết một tiếng, a, tay của tôi. Kiếm Đoạn Long tiếp tục hạ xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hạng lão bay ra ngoài giống một con chó chết, tạo thành một cái khe thật sâu trên mặt đất. Phụt, ông ta phun ra một ngụm máu đen. Hai bà lão hoàn toàn ngây người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Hai người đã nhìn thấy gì? Một người trẻ tuổi cảnh giới võ đế, một kiếm đánh bại một vị trưởng lão của Huyết Vân Tông. Mộ Thiên Thiên càng thêm rung động bội phục hơn, rốt cuộc anh ấy là cảnh giới gì? Chu Lạc Ly cũng vô cùng kinh ngạc, hả? Tiểu sư đệ cậu ấy. Vèo. Ánh mắt của Bát Vương ra khựng lại. Ngoài khiếp sợ ra, ông ta còn nhìn chằm chằm kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh. Thanh kiếm này, a. Đồng tử ông ta co rút lại một chút. Không chút do dự rời khỏi phủ thái sư. Cậu, khí tức của cậu rõ ràng mới là cảnh giới võ đế, điều này sao có thể? Cơ thể già nua của Hạng lão không ngừng run rẩy, một tay ôm ngực đứng lên. Trên vai ông ta xuất hiện một miệng vết thương khủng bố. Da thịt rách toác, máu tươi đầm đìa, toàn bộ gân mạch khắp người đều bị cắt đứt. Đan điền còn bị một kiếm này của Diệp Bắc Minh làm cho vỡ tung. Ông ta nhớ lại một màn vừa rồi, hai chữ mà Diệp Bắc Minh phun ra hình như là ngu xuẩn. Diệp Bắc Minh nhìn Hạng lão bằng ánh mắt lạnh như băng, không gì là không có khả năng cả. Bịch bịch bịch, anh tiêu sái bước ra từng bước một, giống một vị thần chết giáng lâm. Hạng lão sợ tới mức kêu to, tôi nói, Bạch Ác Thiên và Tống Du Anh đúng là sư điệt của tôi. Huyết Vân Tông có một loại bí pháp có thể biết được vị trí của bọn họ. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Hạng lão, không nói gì. Hạng lão vội vàng mở miệng, muốn tìm được vị trí của bọn họ thì cần sử dụng một loại huyết chú. Nhưng bây giờ gân mạch cả người tôi đã đứt đoạn, toàn bộ chân nguyên trống rỗng, không có biện pháp thi triển. Việc này khó lắm sao? Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Chín ngân châm hạ xuống. Trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Hạng lão. Trong phút chốc, không ngờ Hạng lão lại có thể đứng lên. Gân mạch vốn dĩ đã bị gãy hết lại được nối liền. Ngay cả vết rách trên đan điền cũng khôi phục. Cái gì? Hai bà lão mà Chu Lạc Ly dẫn đến ngây người. Sao có thể như thế được? Mộ Thiên Thiên ngây người, vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc đây là y thuật nghịch thiên gì? Chu Lạc Ly bất ngờ nhìn Diệp Bắc Minh một cái, xem ra tiểu sư đệ đã hoàn toàn học được quỷ môn thập tam châm rồi. Trong số các sư tỷ muội, chỉ có mỗi cậu ấy là có thiên phú tốt nhất, học được đầy đủ quỷ môn thập tam châm đi. Vẻ mặt Hạng lão không thể tưởng tượng được chuyện này. Ngài làm như thế nào vậy? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta, ông nói hơi nhiều lời vô nghĩa rồi đấy. Hạng lão không dám chậm trễ. Ông ta cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Sau đó vẽ mấy ký hiệu quỷ dị trên mặt đất. Ký hiệu sáng lên. Nhưng một giây vừa trôi qua. Ký hiệu đã lập tức tắt ngóm. Hạng lão thay đổi sắc mặt, sao có thể? Diệp Bắc Minh nhíu mày, làm sao vậy? Hạng lão nuốt một ngụm nước miếng, đại nhân, ký hiệu tắt, hai người này. Đã chết. Ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh biến sắc. Một sát ý kinh khủng bao phủ Hạng lão, ông có biết nếu lừa tôi sẽ có kết cục như thế nào không? Hạng lão sợ tới mức run rẩy như một con chim cút, cả người đầm đìa mồ hôi, đại nhân, làm sao tôi dám lừa ngài chứ? Tôi dùng trái tim võ đạo để thề đây là sự thật, hai người này thật sự đã chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lập tức tối đen. Bạch Ác Thiên và Tống Du Anh đã chết. Vậy chẳng phải là Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết lành ít dữ nhiều ư? Giọng nói của Diệp Bắc Minh như truyền đến từ địa ngục, vậy còn cần ông làm gì nữa? Ông hãy chôn cùng với bọn họ đi. Hạng lão kêu to, đại nhân, khoan đã, cầu xin ngài hãy bình tĩnh.
Tôi vẫn còn một bí pháp nữa có thể nhìn thấy cảnh tượng trước khi hai người đó chết. Diệp Bắc Minh quát lạnh, vậy ông còn chờ cái gì? Vâng. Hạng lão nhanh chóng ra tay, lại phun ra một ngụm máu lần nữa. Ký hiệu do máu tươi tạo ra lóe sáng. Bốc cháy thành một ánh lửa. Trong ánh lửa hiện lên một hình ảnh. Khắp nơi xung quanh đều là đại thụ che trời. Một cảnh tượng rừng cây nguyên thủy xuất hiện ở trong hình ảnh. Diệp Bắc Minh vô cùng bất ngờ, nơi này là rừng rậm ma thú. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bên trong hình ảnh. Cô ta bóp chặt lấy cổ Bạch Ác Thiên và Tống Du Anh, đưa Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đi. Người này, trong nháy mắt Diệp Bắc Minh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia. Vẻ mặt anh không thể tưởng tượng được, sao lại là cô ta? Sau khi Bát Vương ra rời đi đã trở lại vương phủ. Tiến vào chỗ sâu trong một mật thất. Ấn vào nút mở ngăn tủ bí mật. Ầm ầm ầm. Những tiếng cơ quan mở ra truyền đến. Một ngăn tủ kim loại màu đen xuất hiện, ông ta vô cùng cẩn thận mở ngăn tủ ra. Một bức họa cuộn tròn cổ xưa ố vàng xuất hiện ở trước mắt. Ông ta mở bức họa ra. Một người đàn ông trẻ tuổi chân đạp huyết long, cầm kiếm mà đứng. Nhưng gương mặt của người đàn ông đó lại đã sớm mơ hồ không rõ. Thanh kiếm trong tay người đó lại vô cùng kỳ quái, toàn thân đen thui, còn có một con thần long màu đen xoay quanh. Quả nhiên là giống nhau như đúc. Cả người Bát Vương ra rung động, thanh kiếm trong tay tên nhóc kia, còn cả loại khí thế mình ta vô địch kia nữa. Quả thực là không khác người trong bức tranh này một chút nào. Hô hấp của Bát Vương ra trở nên dồn dập. Mật thất rơi vào trong sự tĩnh mịch. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập của ông ta. Không biết qua bao lâu, Bát Vương gia mới đảo mắt, dừng ở một hàng chữ ở góc bức tranh này, Đoạn Long Quy, Ám Dạ Vương. Năm đó chính là bởi vì sáu chữ này mà nhà họ Diệp. Bát Vương gia tạm dừng lại. Cả người ông ta không tự chủ được mà run rẩy. A, à, cả người ông ta đều nổi da gà, Đoạn Long Quy, Ám Dạ Vương. Đoạn Long Quy, Ám Dạ Vương. Chẳng lẽ không phải nói về Ám Dạ Vương năm đó, mà là bây giờ, hình ảnh huyết sắc biến mất. Sao lại là cô ta? Nghe thấy giọng nói của Diệp Bắc Minh. Chu Lạc Ly khó hiểu hỏi, tiểu sư đệ, em quen người phụ nữ ra tay trong hình ảnh đó sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, cô ta tên là Tôn Thiến, là một hồng nhan tri kỷ của em. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Nhược Dư cùng Hạ Nhược Tuyết được Tôn Thiến cứu. Chắc hẳn sẽ tạm thời an toàn. Chu Lạc Ly che miệng cười trộm, ha ha ha. Tiểu sư đệ đúng là nhiều hồng nhan chi kỷ thật. Mới một năm không gặp mà đã có ba người rồi. Chu Lạc Ly lại liếc Mộ Thiên Thiên một cái, nói không chừng còn nhiều hơn. Vẻ mặt Mộ Thiên Thiên đột nhiên dao động. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, tứ sư tỷ, chị đừng giễu cợt em. Em và cô ta không có quan hệ gì cả. Trong lòng Mộ Thiên Thiên cảm thấy vô cùng mất mát. Cô ta là một người kiêu căng, sau khi biết bệ hạ tứ hôn cho cô ta và Diệp Bắc Minh. Cô ta đã phản đối. Thậm chí là kháng cự. Cô ta đến Côn Lôn Hư chính là để từ hôn. Nhưng không ngờ Diệp Bắc Minh chẳng những có thiên phú võ đạo kinh người, mà y thuật anh thể hiện ra vừa rồi cũng làm cho cô ta rung động. Nếu sớm biết rằng Diệp Bắc Minh y võ song toàn, cho dù cô ta không lập tức đồng ý, cũng sẽ không lập tức từ chối. Bỗng nhiên, giọng nói của hạng lão truyền đến, đại nhân. Tôi đã nói cho ngài biết tất cả những gì mình biết rồi. Cầu xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục tôi, ký kết khế ước chủ tớ. Thứ hai là chết. Hạng lão nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong mắt hiện ra lửa giận. Đột nhiên, tát, ông ta quỳ xuống dập đầu rõ ràng lưu loát, thuộc hạ hạng vô nhai lựa chọn thần phục. Ký kết khế ước chủ tớ đi. Vâng, hạng vô nhai phun ra một ngụm máu, ký kết khế ước chủ tớ với Diệp Bắc Minh. Mộ Thiên Thiên có chút phát choáng váng. Hạng vô nhai đã sắp vượt qua cảnh giới hợp nhất, là người tu võ cảnh giới thánh. Một người khủng bố như vậy, nếu gia nhập Hoàng Triều Đại Chu cũng có thể tùy tiện giữ chức quan lớn ở biên giới. Nhưng bây giờ, không ngờ lại quỳ gối thần phục dưới chân Diệp Bắc Minh. Giờ phút này. Ánh mắt Mộ Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta có một chút hối hận, nếu lúc trước mình đến Côn Lôn Hư, thái độ đối với anh ấy tốt một chút,
có phải bây giờ quan hệ của chúng ta đã khác hẳn không? Chu Lạc Ly mỉm cười, tiểu sư đệ, xử lý nhà họ Chu như thế nào đây? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, bắt đầu từ lúc ông ta muốn tiêu diệt nhà họ Diệp của em, đã không còn cần thiết để tồn tại nữa rồi. Càng đừng nói nhà họ Chu còn có liên quan đến việc nhà họ Diệp bị giết năm đó. Không chỉ là nhà họ Chu, em đã đồng ý với mẹ của em rồi. Năm đó những người từng tham gia hãm hại, đuổi giết nhà họ Diệp, em sẽ tìm bọn họ để tính sổ. Chu Lạc Ly nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, được, chuyện ở đây cứ giao cho chị đi. Ừm, Diệp Bắc Minh gật đầu. Chu Lạc Ly quay đầu lại, ra lệnh một tiếng, truyền lệnh xuống, diệt chín tộc nhà họ Chu. Mộ Thiên Thiên ngây người, há to cái miệng nhỏ nhắn ra. Cái gì? Mấy tướng quân cũng vô cùng khiếp sợ, trưởng công chúa, người. Người nói cái gì? Chu Lạc Ly lạnh lùng nhìn qua, như thế nào? Mấy người còn có ý kiến gì sao? Một tướng quân trong đó nuốt nước bọt, công chúa, có phải nên bẩm báo chuyện này với bệ hạ không? Vẻ mặt Chu Lạc Ly vô cùng kiêu ngạo, phụ hoàng ốm đau trên giường, bản cung phụng lệnh giám quốc. Mệnh lệnh của bản cung giờ phút này chính là hoàng lệnh. Cô ấy phất tay áo rời đi. Rõ. Mấy người nhìn bóng dáng Chu Lạc Ly và Diệp Bắc Minh rời đi, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hậu nhân của ám dạ vương trở về, nhà họ Chu là những người đầu tiên bị giết. Đại Chu Hoàng Triều sắp thay đổi rồi. Tin tức được truyền ra rất nhanh. Hậu nhân của ám dạ vương đã trở lại. Chu Thái Sư đã chết, trưởng công chúa hạ lệnh diệt chín tộc nhà họ Chu. Có trò hay để xem rồi, tôi thấy rất nhiều gia tộc đang đứng ngồi không yên đi. Long đô Đại Chu hoàn toàn chấn động. Thành Bắc, trước cửa một căn nhà đổ nát. Diệp Bắc Minh khó hiểu, tứ sư tỷ dẫn em tới nơi này làm gì? Chu Lạc Ly giải thích, tiểu sư đệ, nơi này là phủ đệ của ám dạ vương năm đó. Sau khi nhà họ Diệp bị diệt, nơi này đã hoàn toàn hoang vắng. Chỉ còn lại mười mấy lão bộc, trước kia chị vẫn luôn ở Côn Lôn Hư tập võ. Một năm gần đây mới trở về, đã cho người âm thầm chăm sóc bọn họ. Diệp Bắc Minh nhìn cánh cửa lớn loang lổ, cảm ơn chị, tứ sư tỷ. Chu Lạc Ly lắc đầu, giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn sao? Rầm rầm rầm. Diệp Bắc Minh tiến lên gõ vào cánh cửa đổ nát. Một lát sau, bên trong truyền đến những tiếng bước chân. Ai vậy? Một ông lão tóc hoa râm mở ra một cái khe, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Có thể nhìn thấy được cả người ông lão lập tức run rẩy. Ngay sau đó, khuôn mặt ông ấy đỏ bừng, mở cánh cửa lớn ra. Quỳ trên mặt đất rầm một tiếng. Diệp Chính Đức, tham kiến ám dạ vương. Hu hu hu. Ông lão gào khóc, ánh mắt đỏ bừng. Không ngừng dập đầu rầm rầm trên mặt đất, ám dạ vương, cuối cùng ngài đã trở lại, thuộc hạ đã sắp chết rồi, không ngờ lại có thể nằm mơ được như vậy. Không ngờ còn có thể nhìn thấy ngài ở trong mơ. Rầm rầm rầm. Ông ấy điên cuồng dập đầu. Trên trán bắt đầu xuất sát, đầm đìa máu tươi. Ông ấy còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Động tĩnh lớn này đã thu hút một đám người già thiếu tay thiếu chân. Bọn họ đều xanh xao vàng vọt. Có người què chân. Có người chống gậy. Mái tóc thưa thớt, hàm răng cũng chẳng còn lại mấy. Đều không ngoại lệ, vào giây phút mọi người nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Bụp. Bọn họ đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu ám dạ vương. Thật sự là ám dạ vương. Hu hu hu, đại nạn của anh em chúng ta đã tới rồi sao? Cũng được, chúng ta có thể đi theo ám dạ vương xuống địa phủ rồi. Những tiếng gào khóc giống như là một cây búa đánh lên trên trái tim của Diệp Bắc Minh. Anh bị những tiếng khóc đó thu hút, sững sờ tại chỗ. Diệp Bắc Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là những lão binh có rất nhiều kinh nghiệm xa trường. Bọn họ đã nhận sai mình là ám dạ vương. Diệp Bắc Minh lắc đầu, mọi người thật sự nhận sai rồi, tôi không phải ám dạ vương. Anh trầm mặc một lát, giống như đã đưa ra quyết định nào đó, phun ra một câu, tôi tên là Diệp Bắc Minh, là hậu nhân của ám dạ vương. Cái gì? Mọi người ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc, bất ngờ, nghi hoặc. Không thể tưởng tượng được. Nằm mơ sao? Giả đấy, nhất định là giả, nhà họ Diệp bị giết. Ám dạ vương đã không còn đời sau. Đây nhất định là nằm mơ. Mấy ông lão lắc đầu, đều nhận định đây là đang nằm mơ.
Giọng nói của Chu Lạc Ly truyền đến, "Chú Đức, mọi người không nằm mơ đâu, tất cả những điều này đều là sự thật." Đám người Diệp Chính Đức kinh ngạc nhìn qua, là trưởng công chúa. Chẳng lẽ đây là sự thật? Chu Lạc Ly mỉm cười, "Chú Đức, đương nhiên là thật rồi. Tiểu sư đệ, mọi người cứ ôn chuyện trước đi. Chị về cung xử lý một vài chuyện đã, buổi tối lại đến tìm em sau." Ông lão tên là Diệp Chính Đức đánh giá Diệp Bắc Minh từ trên xuống dưới, giống. Giống, thật sự là quá giống. Ngài, ông ấy kích động đến mức cả người run rẩy, ngài thật sự là hậu nhân của ám dạ vương sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, không sai, tôi tên là Diệp Bắc Minh, đến từ Côn Lôn Hư. Đám người Diệp Chính Đức không còn nghi ngờ nữa. Bọn họ cung kính mời Diệp Bắc Minh vào nhà. Mặc dù căn nhà đã đổ nát, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Bọn họ còn lấy một cái ghế ra mời Diệp Bắc Minh ngồi xuống. Hạng Vô Nhai đi theo phía sau. Nhìn thấy mười mấy lão binh trước mắt cho dù thiếu tay thiếu chân, nhưng vẫn đứng xếp hàng nghiêm chỉnh ở trước mắt. Diệp Bắc Minh có chút thổn thức, mọi người chịu khổ rồi. Nếu tôi đã trở về, mọi người sẽ không còn như vậy nữa. Đột nhiên, Hạng Vô Nhai lạnh giọng quát, ai, cút ra đây. Một bóng đen xông từ ngoài cửa vào với tốc độ cực nhanh. Hạng Vô Nhai nhướng mày, hừ, dám xông vào nơi này. Đáng chết. Ông ta hóa thành bóng mờ, chụp về phía đó. Diệp Bắc Minh quát lớn, dừng tay. Rõ. Hạng Vô Nhai nhanh chóng thu tay lại, bóng người kia sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh. Người kia nhanh chóng bước tới, quỳ một chân xuống đất, Vạn Lăng Phong tham kiến chủ nhân. Chủ nhân. Hạng Vô Nhai sững sờ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lên tiếng, Lăng Phong, sao ông biết tôi ở chỗ này? Vạn Lăng Phong ngẩng đầu, khẽ liếc Hạng Vô Nhai, này. Người này có hơi thở cực kỳ kinh khủng, như hổ dữ. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, ông ta cảm nhận được mình suýt bị giết chết. Diệp Bắc Minh bình tĩnh giới thiệu, đừng sợ, hắn ta là Hạng Vô Nhai, thánh cảnh trung kỳ. Đã nhận tôi làm chủ, người một nhà. Cái gì? Vạn Lăng Phong bất ngờ hít hà, trời ạ, thánh cảnh trung kỳ. Chủ nhân, ngài thật đúng là vô địch. Vừa đến Đại Chu liền hủy diệt nhà họ Chu, còn thu một cấp dưới thánh cảnh. E rằng sau này đám tiểu đội sát thần chúng tôi không còn nơi dừng chân mất. Giọng điệu nhuốm mùi chua chát. Diệp Bắc Minh cười mắng, ông còn ghen nữa đúng không? Yên tâm đi, về sau mỗi người của tiểu đội sát thần đều sẽ có sức mạnh như vậy. Vạn Lăng Phong kích động gật đầu, cảm ơn thiếu chủ. Hạng Vô Nhai âm thầm nhướng mày, mặc dù tên này có chút thực lực, nhưng nói như vậy cũng quá tự đại. Người tu võ cấp bậc thánh cảnh không phải cứ muốn đào tạo là đào tạo ngay được. Còn đào tạo ra một cái tiểu đội, một tiểu đội tối thiểu cũng có mười mấy người đi. Nói đùa cái gì vậy? Hạng Vô Nhai có phần khinh thường. Ông ta là bị bắt thần phục, không phải chủ động thần phục. Không ngờ. Diệp Bắc Minh quét ánh mắt lạnh như băng qua, sao hả, hình như ông có ý kiến với tôi. Chỉ một ý nghĩ. Hạng Vô Nhai trực tiếp quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, chủ nhân, thuộc hạ không dám. Diệp Bắc Minh không nhìn Hạng Vô Nhai. Anh quay sang Vạn Lăng Phong, tin tức mà ông đi tra thế nào rồi. Vạn Lăng Phong đưa một danh sách lên, thiếu chủ, gia tộc trên danh sách này đều đã từng ra tay với nhà họ Diệp. Còn có tham dự vào việc hủy diệt nhà họ Diệp không thì tạm thời không biết. Thuộc hạ còn cần cẩn thận đi tra xét. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua danh sách, không cần tra xét cẩn thận nữa. Thiếu chủ, ý của ngài là... Vạn Lăng Phong nghi hoặc... Diệp Bắc Minh cười lạnh, chỉ cần từng ra tay đối phó nhà họ Diệp, đều khó thoát kết cục bị tiêu diệt. Những chi tiết khác đã không cần thiết biết. Anh phất phất tay, ông đi đi. Rõ. Vạn Lăng Phong đứng dậy rời đi, biến mất trong tầm mắt anh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp động, Hạng Vô Nhai, ông đi địa bàn Côn Luân một chuyến, tiếp nhận người nhà họ Diệp. Áp lực trên người Hạng Vô Nhai lúc này mới biết mất, rõ. Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nói, nhắc nhở ông một câu, lại dám có bất kỳ suy nghĩ bất kính nào. Ông sẽ chết rất khó coi. Một cỗ sát ý lạnh như băng đánh úp lại. Giờ phút này. Hạng Vô Nhai cảm thấy như thể mình đang đối mặt với tử thần. Nếu ông ta dám có loại suy nghĩ như vừa rồi thì sẽ thật sự chết. Người đàn ông trước mặt khiến ông ta cảm nhận được áp lực mà khi đối mặt với tông chủ Huyết Vân Tông cũng không có.
Hạng Vô Nhai hoảng sợ dập đầu, chủ nhân, thuộc hạ không dám nữa. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, đi đi. Rõ. Hạng Vô Nhai như được đại xá. Chật vật rời đi. Đám Diệp Chính Đức lôi ra một cái dương, vương thượng, đây đều là vật của riêng ám dạ vương, hiện tại giao lại cho ngài. Ồ. Diệp Bắc Minh có vài phần tò mò. Anh mở ra xem. Hai mảnh hổ phù. Một cái lệnh bài màu đen được khắc hai chữ ám dạ. Còn có một sổ sách hố vàng. Còn cả mấy chục tấm giấy tờ nhà đất. Diệp Chính Đức thở dài, năm đó, ám dạ vương đã dùng hổ phù này dẫn đầu đội quân triệu người. Lệnh bài màu đen này càng là tượng trưng thân phận. Chỉ tiếc, hết thảy đã mất rồi. Diệp Bắc Minh nhìn một đống giấy tờ đất đai. Anh kỳ quái, các ông có những giấy tờ đất này, sao cuộc sống còn thê thảm như thế? Diệp Chính Đức cười khổ, vương thượng, sau khi nhà họ Diệp hủy diệt, của cải sớm đã bị người khác chiếm. Có giấy tờ đất cũng vô dụng. Diệp Bắc Minh cười rất có thâm ý, mọi người đi theo tôi. Vương thượng, đi đâu vậy? Đám Diệp Chính Đức nghi hoặc. Diệp Bắc Minh quơ quơ giấy tờ đất trong tay, nói cho bọn họ, ám dạ vương đã trở lại. Vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Diệp. Một bóng người xinh đẹp bỗng xuất hiện. Mộ Thiên Thiên hít sâu một hơi, Diệp Bắc Minh, tôi xin lỗi anh. Diệp Bắc Minh bất ngờ, xin lỗi. Vì sao chứ? Mộ Thiên Thiên thành khẩn, tôi thừa nhận trước đó tôi đã xem thường anh, tôi muốn xin lỗi vì tầm mắt thiển cận của tôi. Tôi sai rồi, tôi không nên nhìn anh như thế, giờ tôi rất hối hận. Diệp Bắc Minh càng cảm thấy ngoài ý muốn. Anh còn tưởng rằng Mộ Thiên Thiên là loại phụ nữ mắt cao hơn đầu. Thế mà cô ta lại tới nói xin lỗi. Diệp Bắc Minh bật cười, có việc cần nhờ tôi. Mộ Thiên Thiên gật đầu, đúng vậy. Diệp Bắc Minh suy tư, nói nghe xem nào. Mộ Thiên Thiên không chần chừ, cô ta nghiêm nghị nhìn Diệp Bắc Minh, tôi đã chứng kiến y thuật của anh, vị trưởng lão của Huyết Vân Tông kia bị anh phế bỏ, còn có thể khôi phục lại. Tôi muốn xin anh đi cứu một người, gân mạch và đan điền của anh ta đã bị phế đi mấy chục năm. Diệp Bắc Minh cười, tại sao tôi phải giúp cô? Mộ Thiên Thiên cắn cắn môi đỏ, như làm ra quyết định nào đó, chỉ cần anh bằng lòng giúp tôi. Tôi đáp ứng bất luận yêu cầu gì của anh. Tôi biết anh chướng mắt tôi có thể làm người hầu của anh. Thậm chí, chỉ cần anh đồng ý ra tay một lần, dù bảo tôi quỳ xuống cầu anh cũng được. Diệp Bắc Minh khẽ cười, được, vậy cô quỳ xuống cầu xin tôi đi. Mộ Thiên Thiên không hề do dự, cong đầu gối. Chỉ chút nữa là quỳ xuống. Diệp Bắc Minh chợt duỗi tay kéo. Một sức mạnh vô hình ngăn cản đầu gối Mộ Thiên Thiên. Cô ta dùng hết mọi cách cũng không thể quỳ xuống được nữa. Anh! Mộ Thiên Thiên kinh ngạc. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, tôi không quá quen thuộc với Long Đô của Đại Chu, tôi muốn đi Thiên Quân Lâu, cô đi trước dẫn đường. Một lát sau, Diệp Bắc Minh và Mộ Thiên Thiên cùng đứng trước một kiến trúc xa hoa. Đi theo phía sau chính là mấy người Diệp Chính Đức. Mộ Thiên Thiên chỉ về đằng trước, nơi này chính là Thiên Quân Lâu, khách sạn lớn nhất Long Đô. Đây là tài sản của thái tử gia, các quan to hiển quý đều thích tới đây phung phí. Nơi này chẳng những nhận thầu tiệc rượu, tổ chức buổi đấu giá, còn có đủ loại vui chơi giải trí. Hơn nữa còn có. Cô ta ngừng lại. Diệp Bắc Minh kỳ quặc, còn có cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Mộ Thiên Thiên nóng lên, còn có các loại mỹ nữ tuyệt sắc, cung người giải trí. Chờ đã. Cô ta sửng sốt. Trừng lớn đôi mắt đẹp, anh tới nơi này không phải là vì gái đẹp chứ? Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Ầm, một tiếng động rung trời vang lên, cửa lớn Thiên Quân Lâu ầm ầm nổ tung. Người qua đường bốn phía nhìn thấy hành động điên cuồng của Diệp Bắc Minh thì đều đồng loạt hít sâu một hơi. Mộ Thiên Thiên cũng ngây người, anh làm gì đấy? Anh điên rồi sao? Chủ nhân nơi này Thái tử Đại Chu, anh làm như vậy thật sự không sợ. Mấy người Diệp Chính Đức trợn mắt há hốc mồm, vương thượng, ngài đây là. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lên tiếng, đương nhiên là lấy lại vật thuộc về nhà họ Diệp. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước hẳn vào bên trong Thiên Quân Lâu, bảo thái tử cút ra đây, ám dạ vương trở lại. Đù má mẹ ơi! Dù Mộ Thiên Thiên là con gái cũng suýt chút nữa không nhịn được mà chửi bậy. Một kiếm đánh nát cửa lớn Thiên Quân Lâu, còn bảo thái tử cút ra đây. Đù má! Đám lính giả Diệp Chính Đức kích động, nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng!
Quá mẹ nó điên cuồng. Dù là ám dạ quân vương chân chính sống lại cũng không thể điên cuồng đến vậy đi. Cùng lúc đó, trong thiên quân lâu, căn phòng xa hoa nào đó. Bát vương ra đẩy cửa vào, đời sau của ám dạ vương trở lại, người kia tên là Diệp Bắc Minh. Trên chiếc giường mềm mại trong phòng, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên đùi của một người phụ nữ quyến rũ. Đôi bàn tay ngọc thon dài chậm rãi ấn huyệt thái dương của người đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi nhắm mắt hưởng thụ, bát thúc, chú gấp cái gì? Bát vương ra nhíu mày, thái tử, đã lúc nào rồi, cháu còn nằm đây hưởng thụ. Người này chính là thái tử của Hoàng Triều Đại Chu, Chu Huyền. Chu Huyền lắc đầu không quan tâm, một tên Diệp Bắc Minh mà thôi, sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là diệt nhà họ Chu thôi sao? Kẻ hèn một tên Chu Thái Sư cũng đáng giá nhắc đến sao? Bát vương ra trầm mặt, hừ. Cháu thật sự không sợ sao? Cậu ta dẫn theo thanh kiếm kia trở lại. Chu Huyền vẫn nhắm mắt như cũ, thanh kiếm kia gì cơ? Bát vương ra nhả ra 6 chữ, đoạn long về, ám dạ vương. Chú nói cái gì? Chu Huyền bật dậy khỏi đùi cô gái kia, con người điên cuồng co rụt lại, bát thúc, chú lặp lại lần nữa. Như thể gặp phải quỷ. Bát vương ra lặp lại lần nữa, giọng điệu lạnh như băng, đoạn long về, ám dạ vương. Chu Huyền trầm mặc, khóe mắt không ngừng co rúm lại. Không biết bao lâu sau, Chu Huyền mới lạnh lẽo nói tiếp, chẳng lẽ tiên đoán sắp thành sự thật. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang rung trời truyền đến. Một giây sau, một giọng nói lạnh như băng truyền khắp toàn bộ thiên quân lâu, bảo thái tử cút ra đây, ám dạ vương trở lại. Gian phòng chỗ Chu Huyền và bát vương ra trở nên yên tĩnh. Chu Huyền phản ứng lại. Thân là thái tử, dù có tu dưỡng hơn nữa cũng không khỏi tuôn ra một chữ, mẹ. Mặt mũi bát vương ra tràn ngập ngơ ngác, lẩm bẩm, tên này dám đến thiên quân lâu gây chuyện. Chu Huyền tức giận, sắc mặt xanh mét, thật là hoàn toàn không để ta vào trong mắt. Đi, bản thái tử ngược lại muốn xem thử, tên Diệp Bắc Minh là cái thá gì. Ngay, cả, ám, dạ, quân, vương, sống, lại, cũng, không, dám, làm. Bảy, như, thế. Từng từ từng chữ. Chu Huyền gần như rít ra câu nói này từ trong kẽ răng. Bên trong, thiên quân lâu sôi trào. Tất cả khách hàng đều lao ra ngoài, tĩnh lặng như tờ. Ai nấy cũng khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh đi từ ngoài vào. Thông qua đá truyền âm, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Cái gì, Diệp Bắc Minh giết vào thiên quân lâu? Ai là Diệp Bắc Minh? Diệp Bắc Minh chính là đời sau của ám dạ quân vương, ám dạ vương thế hệ này. Mau đi xem đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Long đô chấn động, đủ loại nhân vật tai to mặt lớn chạy về phía thiên quân lâu. Mộ Thiên Thiên sợ hãi xông vào thiên quân lâu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Diệp Bắc Minh, anh đừng hồ đồ. Đi, mau đi cùng tôi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp lại, tại sao tôi phải đi? Mộ Thiên Thiên lo lắng, dậm chân, anh. Sao anh lại, trời à, anh biết mình đang làm gì không? Hiện tại đi theo tôi còn kịp, nơi này chính là tài sản của thái tử. Anh biết hành vi như vừa rồi của anh có ý nghĩa như thế nào không? Đây là hành động khiêu khích thái tử Đại Chu, là tội chết. Dù anh thừa kế vương vị của ám dạ vương thì cũng không có tư cách khiêu khích uy nghiêm của thái tử. Mộ Thiên Thiên sắp khóc, đi, đi mau đi. Cô ta chưa từng sợ hãi đến vậy. Trái tim nhỏ gần như bị dọa đến nổ tung. Đám người Diệp Chính Đức cũng ngơ ngác. Ai nấy cũng dồn dập hô hấp, mặt đỏ tới mang tai. Chợt, 10 tên lính già ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, vương thượng, ban đầu chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngài. Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi, tôi, Diệp Chính Đức. Tôi, Vương Vân Phi. Tôi, Trương Thiết Nghiêu. Tôi, Lý Hắc Cẩu. Chấm chấm chấm. Nguyện giao mạng sống này cho ngài. Mười mấy người đồng thanh hét lớn, hôm nay chúng tôi đi theo vương thượng, sống chết có nhau. Mộ Thiên Thiên bị dọa đến suýt bất tỉnh, mấy người. Vũ phu, thật đúng là một đám vũ phu. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, mày chính là Diệp Bắc Minh. Tao không thể không bái phục lá gan của mày. Tao thật sự cực kỳ bội phục lá gan của mày. Ở ngay Long Đô của Hoàng Triều Đại Chu tao. Dám đánh nát cửa lớn thiên quân lâu của tao, còn bảo tao cút ra đây. Được lắm. Thật sự, mày được lắm đấy.
Chu Huyền tức giận gật đầu. Ở đây, rất nhiều người cúi đầu khe khẽ bàn luận. Thái tử tức giận rồi. Thái tử rất biết tự kiềm chế, tôi chưa từng thấy thái tử thất thố như vậy. Xuyệt, đừng nói chuyện, ông không muốn sống nữa à? Trong sảnh lớn Thiên Quân lâu, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thân thể mềm mại của Mộ Thiên Thiên run lên, xong, tất cả đều xong rồi, bị anh hại chết hết rồi. Diệp Bắc Minh lại giống như không có việc gì, mày chính là thái tử. Bình tĩnh, lạnh nhạt, còn mang chút giọng điệu chất vấn. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh, đôi mắt suýt bị kinh ngạc đến rơi ra. Chu Huyền trầm mặt, lạnh lẽo hỏi lại, mày đang chất vấn tao ư? Một tiếng sấm sét truyền đến. Bóng tia chớp chồng lên nhau. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh xuất hiện bên cạnh Chu Huyền, quăng một cái tát ra. Bốp! Chu Huyền như bị sét đánh, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt lập tức sưng vù. Một giây sau, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh truyền đến, tao đang chất vấn mày đấy, hài lòng chưa? Xung quanh im ắng. Trời ạ! Một loạt tiếng hít hà truyền ra. Đám lính giả Diệp chính đức sợ choáng váng, bọn họ biết kế tiếp Diệp Bắc Minh có thể sẽ rất ngông cuồng. Nhưng dù có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ đến, anh lại có thể nổi khùng đến vậy. Mộ Thiên Thiên điên cuồng dụi mắt, không nhịn được mà run rẩy, này. Này, đó chính là thái tử gia đấy. Thái tử tương lai của Hoàng Triều Đại Chu, thái tử gia dưới một người, trên trăm triệu người. Thế mà anh ta, ừng ực. Cô ta không ngừng nuốt nước bọt. Lại bị một cái tát của Diệp Bắc Minh đánh bay. Bát Phương ra duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào Diệp Bắc Minh, mày. Mày. Sao mày dám? Diệp Bắc Minh quét một ánh mắt lạnh như băng qua. Bát Phương ra sợ hãi cúi đầu xuống. Chớp mắt sau. Cảnh tượng khiến mọi người còn khiếp sợ hơn xuất hiện. Chỉ thấy. Diệp Bắc Minh chậm rãi giơ chân lên, giẫm lên đầu Chu Huyền, tao đang hỏi mày đấy, mày không nghe thấy sao? Giờ khắc này. Thời gian như thể ngừng lại. Mọi người bị dọa đến ngừng tim, trong mắt lồi lên, nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt nóng lên. Hô hấp dồn dập. Đầu óc ong ong. Người trẻ tuổi này dám giẫm lên đầu thái tử ra. Đù đù đù, đù má. Đối với Diệp Bắc Minh mà nói. Thái tử thì sao chứ? Ngay cả hoàng đế anh cũng từng giết rồi. Trên trán Chu Huyền nổi gân xanh, khóe mắt như muốn nứt ra, gào thét a. A, a, thằng con hoang, thằng chó đẻ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, mày thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhấc chân, nặng nề dẫm xuống. Ong! Đột nhiên, một sức mạnh kinh khủng kéo tới. Một chân của Diệp Bắc Minh như bị không khí ngăn cản, không thể đạp xuống nổi. Vèo! Chu Huyền bị một nguồn sức mạnh mang đi, vững vàng đứng lên. Ngay sau đó, một âm thanh văng vẳng vang lên, người trẻ tuổi, đệ tử của tôi mà cậu cũng muốn giết sao? Giọng nói lo lắng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến, nhóc, chạy mau. Long đế cũng tỉnh lại từ bên trong tượng đài định hình linh hồn, nhóc, nguy hiểm. Mẹ nó, lão già này đã chạm đến cảnh giới năm đó của tôi. Vực Phương, đây là một vực phương. Cao hơn thánh cảnh mấy cảnh giới lớn, đù. Trong tích tắc này, Diệp Bắc Minh cảm giác mình lập tức bị khóa chặt, làm anh không có cả tư cách chạy trốn. Đám người Mộ Thiên Thiên, Bát Phương ra, Diệp chính nức sợ hãi nhìn lão già này. Lạnh lẽo, vô tình, tĩnh lặng, như thể có khả năng quyết định sống chết của bọn họ trong chớp mắt. Một giây sau, một lão già chậm rãi đi từ ngoài Thiên Quân lâu vào, Chu Huyền. Lần này trở về cùng ta còn không nỗ lực tu luyện. Lần sau lại để người khác giẫm lên đầu, con đi chết luôn đi. Lão già không hề bận tâm đến mặt mũi. Khuôn mặt Chu Huyền kìm nén đến đỏ bừng, cúi đầu, sư phụ, con xin lỗi. Tạch, ánh mắt của lão già khóa chặt Diệp Bắc Minh, cậu, quỳ xuống, tự sát đi. Một câu, khiến người đối diện không hề dâng lên suy nghĩ phản kháng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục điên cuồng vận chuyển, nhóc, sau đó tôi sẽ dốc toàn lực bùng nổ, dẫn cậu rời khỏi nơi này. Về sau tôi có thể sẽ bị hao tổn, sẽ ngủ say một khoảng thời gian. Bỗng nhiên, xảy ra biến cố. Một giọng nói khác truyền đến, Lý Thanh Liên, ông khoe mẽ đến trên đầu của đồ nhi tôi. Ông đây cho ông mặt mũi này sao? Hả? Lại một người nữa đến. Thân thể ai nấy run lên.
đồng thời quay đầu. Một lão già chậm rãi đi vào Thiên Quân lâu, trong miệng ngậm một cây xì gà. Trên người mặc bộ Âu phục thời Trung Cổ, không hề hòa hợp với tất cả mọi người ở đây. Nhả ra một vòng khói. Toàn thân Diệp Bắc Minh run lên, giáo phụ sư phụ. Tại sao người lại ở chỗ này? Người tới chính là nhị thập thất sư phụ của Diệp Bắc Minh, giáo phụ. Ông ta mỉm cười, có chút việc quay về địa bàn Côn Luân một chuyến, vừa vặn đi ngang qua. Đồ nhi, con tiếp tục, sư phụ ủng hộ con. Ta muốn xem, tên già này có dám ra tay hay không? Lý Thanh Liên trầm mặt, lão già, đừng cho rằng tôi sợ ông. Giáo phụ nhếch miệng cười, nhả ra một vòng khói, ông có sợ tôi hay không không sao cả, tôi vẫn còn 98 anh em, nếu không để tôi gọi bọn họ qua đây cùng nhau luyện tập. Lý Thanh Liên lạnh lão nhìn giáo phụ, xem như ông lợi hại. Đồ nhi, chúng ta đi. Nói xong, Lý Thanh Liên dẫn theo Chu Huyền, muốn rời đi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lên tiếng, ông có thể đi, nhưng Chu Huyền, để lại. Anh ta, nói cái gì? Mộ Thiên Thiên không nhịn được mà nhìn sang, trái tim tạm dừng một giây. Anh ta điên rồi sao? Sư phụ Chu Huyền đang ở đây đấy. Lý Thanh Liên này thực lực kinh khủng đến dọa người. Hoàng triều Đại Chu tuyệt đối không có cường giả đáng sợ như vậy. Diệp Bắc Minh còn có lá gan bảo Chu Huyền ở lại. Tạch! Đám hoàng thất quý tộc như Bát Phương ra đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sắc mặt không ngừng thay đổi. Cậu nói cái gì? Lý Thanh Liên cũng sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Bắc Minh. Chợt! Khuôn mặt Lý Thanh Liên trầm xuống. Giọng nói lạnh lẽo như truyền ra từ trong hầm băng, Diệp Bắc Minh, cậu coi lão phu là không tồn tại sao? Nếu tôi muốn dẫn đồ nhi của tôi đi, cậu có thể làm gì? Hơi thở uy hiếp đánh úp lại. Giáo phụ quát lên một tiếng lớn, cút mẹ ông đi, đồ nhi của tôi đang nói chuyện, Lý Thanh Liên ông là cái thá gì? Một giây sau, ầm ầm, tất cả mọi người ở đấy đều cảm nhận được một cỗ uy áp ngập trời nghiền ép xuống. Như là núi Thái Sơn đè nặng. Tại hiện trường, chỉ có Diệp Bắc Minh, Lý Thanh Liên, Chu Huyền, Mộ Thiên Thiên, đám Diệp chính đức còn đứng. Những người khác đều bị dọa đến nằm sấp xuống. Ngay cả Bát Vương gia cũng nằm dạp trên mặt đất như chó chết, không thể động đậy. Sắc mặt Bát Vương gia vô cùng hoảng sợ. Trên trán Lý Thanh Liên nổi gân xanh, giáo phụ, ông thật sự muốn đánh nhau. Ông đây nào có nhiều thời gian làm nhảm như vậy. Giáo phụ không hề do dự, trực tiếp ra tay. Một cỗ chân nguyên vận chuyển quanh đầu ngón tay ông ta, đánh về phía Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên điên cuồng gào thét, lão già, tôi không để yên cho ông đâu. Lý Thanh Liên đấm ra một quyền, va chạm với dòng khí bộc phát ra từ đầu ngón tay giáo phụ. Lý Thanh Liên bay ra ngoài, lùi lại vài chục bước. Giáo phụ vẫn đứng tại chỗ, rít một hơi xì gà. Bình tĩnh nhả một vòng khói, chỉ vậy thôi. Những người khác hoàn toàn thay đổi ánh mắt nhìn về phía sư phụ của Diệp Bắc Minh. Khóe mắt Lý Thanh Liên co rút, giáo phụ, ông. Đột phá, làm sao có thể? Khụ khụ, phụt, phun ra một bãi máu đen. Sư phụ, Chu Huyền kêu to. Diệp Bắc Minh không thể tưởng tượng nổi, nhị thập thất sư phụ rốt cuộc đến cảnh giới nào rồi. Vừa rồi. Nhị thập thất sư phụ tùy tay đánh một chiêu, thế mà khiến Lý Thanh Liên bị thương nặng. Giáo phụ mỉm cười, chờ con đến rồi sẽ biết thôi, bây giờ có thể làm chuyện của con rồi. Diệp Bắc Minh giơ ngón tay cái lên, sư phụ uy vũ. Đôi mắt anh trầm xuống, rơi xuống người Chu Huyền, Chu Huyền, tao không có ác ý với mày, mày giao ra Thiên Quân lâu là được. Chu Huyền thiếu chút nữa tức ói máu. Như vậy còn không có ác ý. Đường đường là thái tử Đại Chu, thế mà bị Diệp Bắc Minh giẫm dưới chân. Hung hăng vả vào mặt hắn ta ngay trước đám đông. Như vậy là không có ác ý ư. Chu Huyền chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, đù má. Thế nhưng, sư phụ của hắn ta không phải là đối thủ của sư phụ Diệp Bắc Minh, hắn ta chỉ có thể nén giận đáp, được. Mọi người nghe đây, từ giờ trở đi, Thiên Quân lâu chính là tài sản của Diệp Bắc Minh. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn Diệp Bắc Minh một cách đầy sâu sắc. Thái tử gia cũng đành chịu thua. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, mấy người có thể đi rồi. Đôi mắt Lý Thanh Liên hiện lên vẻ sắc lạnh, đồ nhi, chúng ta đi. Chu Huyền vô cùng không cam tâm, sư phụ, xin hãy giúp con một lần.
Lý Thanh Liên lạnh nhạt nhìn hắn ta, con còn muốn như thế nào? Khuôn mặt Chu Huyền đỏ bừng, gắt gao siết chặt nắm tay, vô cùng bực bội mở miệng, sư phụ, xin người hãy ra tay xóa bỏ ký ức của những người ở đây đi. Thật sự là quá mất mặt. Con không muốn để bọn họ nhớ về Thái tử Đại Chu đã từng bị người khác giẫm dưới chân. Nếu những người này ghi nhớ chuyện đó, sơ tâm võ đạo của Đồ Nhi sẽ phế đi. Toàn thân Chu Huyền đều đang run rẩy. Để nói ra những lời này cần dũng khí rất lớn. Nhưng hắn ta không thể không nói. Lý Thanh Liên nhíu mày, thiên phú của Chu Huyền rất tốt. Nếu như sơ tâm võ đạo của Chu Huyền phế đi, quả thực rất đáng tiếc. Lý Thanh Liên nhìn về phía giáo phụ, tôi muốn xóa bỏ ký ức của những người này, ông sẽ ngăn cản sao? Giáo phụ tùy tiện lắc đầu, chỉ cần ông không ra tay với Đồ Nhi của tôi, ông giết sạch bọn họ cũng chẳng sao cả. Sắc mặt những người còn lại biến đổi. Không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Lý Thanh Liên gật đầu, được. Lý Thanh Liên ra tay, từ trong cơ thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ở đây ngoại trừ Diệp Bắc Minh và giáo phụ ra, tất cả những người còn lại đều như bị thi triển pháp chú định thân vậy. Tất cả đều yên lặng. Lý Thanh Liên nói ra vài câu khẩu quyết, vạn cổ thanh liên quyết, trong khi luân hồi, quên hết tất cả. Xóa bỏ ký ức. Trên không trung hiện lên rất nhiều ánh sao, bắn những ánh hào quang ra ngoài. 10 giây sau, tất cả đều biến mất. Lý Thanh Liên mở miệng nói, Đồ Nhi cứ yên tâm đi, ta đã xóa bỏ tất cả ký ức về chuyện vừa nãy rồi. Chu Huyền vô cùng cảm kích, cảm ơn sư phụ. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng Lý Thanh Liên nhìn Diệp Bắc Minh một cái, đưa Chu Huyền rời đi. Lúc này Diệp Bắc Minh cũng không ngăn cản. Giáo phụ mỉm cười, được rồi Tiểu Minh, vi sư cũng phải đi đây. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi, nhị thập thất sư phụ, người muốn về Côn Lôn hư sao? Giáo phụ gật đầu, đúng vậy, ta trở về có chút việc, xong việc sẽ rời đi. Diệp Bắc Minh hỏi, sư phụ, con phải làm thế nào mới có thể gặp lại mọi người? Con rất nhớ các sư phụ. Ha 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 ha. Giáo phụ cười lớn một tiếng, Đồ Nhi ngoan, con phải tự đi trên con đường cuộc đời của chính mình. Các sư phụ cũng có chuyện mà mình phải làm, sao có thể ngày nào cũng ở cùng với con được. Con chỉ cần tăng thực lực của chính mình lên, đợi đến khi toàn bộ giới luyện võ đều biết đến tên của con, có lẽ các sư phụ còn muốn nhờ con giúp đỡ ấy chứ. Đột nhiên, giáo phụ nghiêm mặt lại, khoát tay. Trong lòng bàn tay ông ấy xuất hiện một miếng thủy tinh màu xanh. Lóe ra hào quang. Không tốt. Đồ Nhi, vi sư còn có chút chuyện, đi trước đây. Nói xong câu này, giáo phụ bước ra từng bước, biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chẳng lẽ nhị thập thất sư phụ gặp phải phiền toái gì sao? Lúc này, mọi người khôi phục bình thường khỏi bị định thân. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hình như thái tử đã hạ lệnh đưa thiên quân lâu cho Diệp Bắc Minh. Vì sao thái tử lại làm như vậy? Cho dù thế nào mọi người cũng đều không thể nhớ ra được, cứ như có một phần trí nhớ bị cắt bỏ vậy. Nhưng mà, bọn họ còn nhớ rõ cảnh tượng Chu Huyền hạ lệnh để thiên quân lâu thuộc về Diệp Bắc Minh. Ngoài ra hình như còn có cả hai ông lão nữa. Bóng người vô cùng mơ hồ, cho dù như thế nào cũng không thể nhớ ra được. Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh, chú Đức, từ giờ trở đi mọi người hãy tiếp nhận thiên quân lâu đi. Các lão binh Diệp chính Đức kích động tiến lên, tuân lệnh, vương thượng. Diệp Bắc Minh không thích cách xưng hô này lắm, đừng gọi tôi là vương thượng, cảm giác là lạ. Gọi tên tôi hoặc là cậu Diệp là được. Cậu Diệp. Đám người Diệp chính Đức sửng sốt, nhưng vẫn cung kính gật đầu, vâng, cậu Diệp. Những người khác đều rời khỏi thiên quân lâu. Lúc này, giọng nói vội vàng của một người phụ nữ truyền đến, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh nhìn lại. Tứ sư tỷ Chu Lạc Ly vội vã tiêu sái đi đến, cô ấy đánh giá Diệp Bắc Minh từ trên xuống dưới một lần thật kỹ càng. Còn cẩn thận kiểm tra trên người anh. Có bị thương không? Vết thương ở chỗ nào? Chị nghe nói em và Chu Huyền xảy ra xung đột, cho nên mới vội vã chạy đến. Em không sao chứ? Chu Lạc Ly vô cùng khẩn trương, hoàn toàn không hề có chút khí thế nữ vương khi đối mặt với người khác. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tứ sư tỷ, em không sao. Chu Lạc Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi, nếu Chu Huyền dám ra tay với em, chị sẽ trực tiếp phế cậu ta đi. Mộ Thiên Thiên há to cái miệng nhỏ nhắn ra.
Trưởng công chúa Chu Lạc Ly rất được bệ hạ tín nhiệm, cho dù ông ta có ốm đau nằm trên giường cũng cho Chu Lạc Ly giám quốc, mà không phải thái tử Chu Huyền. Những lời này của Chu Lạc Ly không phải nói giỡn, cô ấy thật sự có tư cách phế bỏ Chu Huyền. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, đúng rồi tứ sư tỷ, có chuyện này em muốn nhờ chị giúp đỡ. Chu Lạc Ly cương chiều nói, chuyện gì, nói đi, nhất định chị sẽ làm cho em. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy khế đất ra, đây là tất cả những tài sản, khế đất của nhà họ Diệp và ám dạ vương năm đó. Tổng cộng có mấy chục nhà, chắc hẳn đều đã bị những gia tộc khác chiếm đoạt mất rồi. Chu Lạc Ly nhận lấy khế đất trong tay Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, chị hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho chị đi làm. Nhưng mà em cũng phải đồng ý với chị một chuyện trước đã. Tứ sư tỷ cứ nói. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Chu Lạc Ly mỉm cười nói, tối nay có một bữa tiệc quan trọng, em hãy đến tham gia với chị. Được. Diệp Bắc Minh không hỏi một tiếng nào mà trực tiếp đồng ý luôn. Chu Lạc Ly cầm khế đất rời đi. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt đi, dừng ở trên người Mộ Thiên Thiên, tôi không có nhiều thời gian lắm, cô muốn tôi cứu ai, bây giờ có thể xuất phát rồi. Hả? Mộ Thiên Thiên ngây người, trực tiếp đi luôn sao? Không cần chuẩn bị cái gì à? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, nếu ngay cả tôi cũng cần chuẩn bị thì chắc chắn người kia đã hết cứu nổi rồi. Nửa giờ sau, bên ngoài một phủ đệ vô cùng xa hoa. Diệp Bắc Minh đi theo phía sau Mộ Thiên Thiên tiến vào chỗ sâu trong nhà họ Mộ. Mộ Thiên Thiên vừa đi vừa giải thích, nhà họ Mộ đã lập được rất nhiều công lao ở trên sa trường, những quân công này đủ để sống bình yên ở Hoàng Triều Đại Chu. Bắt đầu từ ông cố của tôi, chính là quận vương của Hoàng Triều Đại Chu. Người bị thương chính là ông nội của tôi, ông ấy vốn là đại tướng quân, vài chục năm trước đã bị thương ở biên cảnh phương Bắc. Gân mạch đứt đoạn. Toàn bộ thực lực võ đạo đều mất hết. Mộ Thiên Thiên có chút mất mát, địa vị của nhà họ Mộ cũng bởi vậy mà xuống dốc không phanh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh vẫn rất bình tĩnh, giống như không có chút hứng thú nào vậy. Mộ Thiên Thiên chuyển đề tài, đúng rồi Diệp Bắc Minh, tôi nhắc nhở anh một câu. Lúc ở Côn Lôn Hư, anh đã giết Dương Tiêu, anh trai của hắn chính là Dương Thiên, là người theo đuổi tôi. Diệp Bắc Minh thản nhiên phun ra một câu, thì sao chứ? Ánh mắt của Mộ Thiên Thiên có chút thất vọng, trong lòng sinh ra một cảm giác thất bại, Dương Thiên rất yêu thương em trai của mình, hắn trở thành đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu cũng chỉ là để rèn luyện mà thôi. Thân phận thật sự của Dương Thiên là đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông. Cuối cùng ánh mắt của Diệp Bắc Minh đã có chút dao động, Thanh Huyền Tông. Ha ha, thế giới thật đúng là nhỏ. Nhìn thấy cuối cùng vẻ mặt Diệp Bắc Minh đã dao động. Cảm giác thất bại của Mộ Thiên Thiên mới biến mất một ít, xem ra không phải là anh không có một chút suy nghĩ nào về tôi. Cô ta ưỡn ngực lên, mỉm cười, nhưng mà anh cũng đừng sợ hãi. Dương Thiên trấn thủ biên cảnh phương Bắc, không có cơ hội quay về Long Đô, nếu không anh tuyệt đối sẽ bị hắn đuổi giết. Có trưởng công chúa làm chỗ dựa cho anh, nhà họ Mộ tôi cũng có thể giúp anh. Rất nhanh, hai người đã đi vào một viện nhỏ ở sâu trong nhà họ Mộ. Chỉ thấy một ông lão đang ngồi xe lăn, trong tay cầm một quyển binh thư. Lúc ông lão nhìn thấy Diệp Bắc Minh, bàn tay run lên một chút. Sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh đã bị ông ta che giấu, Thiên Thiên, vị này chính là. Mộ Thiên Thiên mỉm cười giới thiệu, ông nội, anh ấy tên là Diệp Bắc Minh, là hậu nhân của ám dạ vương. Bây giờ đã kế thừa vương vị của ám dạ vương. Diệp Bắc Minh. Đây là ông nội của tôi Mộ Bình Phàm. Cái gì? Mộ Bình Phàm chấn động, ánh mắt giống như chim ưng dừng ở trên người Diệp Bắc Minh. Hoàn toàn không rời đi được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, sử dụng nguyên thiên thần nhãn nhìn qua. Anh liếc mắt một cái liền nhìn rõ tình hình bên trong cơ thể Mộ Bình Phàm. Giọng nói của Mộ Thiên Thiên truyền đến, Diệp Bắc Minh, ông nội của tôi còn có thể cứu chữa được không? Diệp Bắc Minh nhìn về phía cô ta theo bản năng. Đậu má! Nguyên thiên thần nhãn còn chưa đóng lại, đường cong dáng người hình chữ S hoàn mỹ của Mộ Thiên Thiên lọt vào trong mắt anh. Không sót một cái gì. Khụ khụ! Diệp Bắc Minh vội vàng nhắm mắt lại, lại mở ra một lần nữa, có thể cứu chữa. Anh trực tiếp ra tay, ngân châm rơi xuống người Mộ Bình Phàm. Mộ Bình Phàm chấn động, làm cái gì vậy? Mộ Thiên Thiên vội vàng giải thích. Mộ Bình Phàm không thể tưởng tượng được cái gì.
gân mạch và đan điền của lão phu còn có thể cứu được. Phập, phập, phập. Ngân châm đâm vào trong cơ thể Mộ Bình Phàm. Đan điền của ông ta bắt đầu khô nóng lên. Chân nguyên đã không thể cảm giác được vài chục năm, không ngờ lại xuất hiện ngay lập tức. Đây là chân nguyên. Sao có thể? Mộ Bình Phàm vô cùng kích động, đây là y thuật nghịch thiên gì vậy? Diệp Bắc Minh không giải thích, tùy tay viết phương thuốc giao cho Mộ Thiên Thiên, chúng ta đã thanh toán xong. Anh xoay người rời đi. Chỉ còn lại hai người Mộ Bình Phàm và Mộ Thiên Thiên ngây ra tại chỗ. Đột nhiên, giọng nói nghiêm túc của Mộ Bình Phàm vang lên, không ngờ lại thật sự có một người như vậy ư. Mình còn nghĩ quái tượng là giả, không ngờ lại là thật. Thật là cậu ta sao? Mộ Thiên Thiên nhướng mày, ông nội, ông đang nói gì vậy? Mộ Bình Phàm lấy ra một bức tranh từ nhẫn chữ vật, mở ra xem, Thiên Thiên, cháu nói xem người đàn ông trong bức tranh này có phải là Diệp Bắc Minh kia không? Bức họa này giống của Bát Vương gia như đúc. Ở góc viết 6 chữ nhỏ, Đoạn Long Quy, Ám Dạ Vương. Điều khác nhau duy nhất chính là, thanh niên trong bức tranh của Bát Vương gia hoàn toàn không có mặt. Mà trong bức tranh của Mộ Bình Phàm lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên kia. Chỉ là cực kỳ mơ hồ, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy giống với khuôn mặt Diệp Bắc Minh đến 7-8 phần. Lúc nhìn thấy bức tranh này, Mộ Thiên Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn. Mộ Bình Phàm nhìn cô ta, làm sao vậy? Ông nội, cháu đã thấy thanh kiếm này rồi. Cái gì? Hô hấp của Mộ Bình Phàm lập tức dồn dập hẳn lên, chuyện đó là sao, nói mau. Mộ Thiên Thiên không dám giấu giếm, liền nói chuyện Diệp Bắc Minh có được kiếm Đoạn Long ra. Trong phòng rơi vào tĩnh mịch, Mộ Thiên Thiên hỏi, ông nội, ông lấy bức tranh này từ đâu ra vậy? Khuôn mặt già nua của Mộ Bình Phàm vô cùng nghiêm trọng, nhớ lại, năm đó Hoàng Triều Đại Chu thành lập, một người coi bói đứng đầu đã phỏng đoán về vận mệnh quốc gia của Đại Chu. Thân thể người coi bói này trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Trong mưa máu xuất hiện bóng dáng một người đàn ông trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh bảo kiếm được rồng quấn quanh. Nhưng mà năm ấy có người nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia, có người lại không nhìn thấy. Mộ Thiên Thiên vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe được chuyện này. Mộ Bình Phàm trầm mặc hồi lâu mới lẩm bẩm, chẳng lẽ là cậu ta thật sao? Tiếp theo, Mộ Bình Phàm vội vàng nói, Thiên Thiên, cho dù như thế nào thì cháu cũng không được nói chuyện này ra ngoài. Nhà họ Mộ chúng ta phải dùng hết mọi cách để mượn sức kẻ này, cho dù là dùng sắc đẹp dụ dỗ, nhất định phải bắt được Diệp Bắc Minh, buộc cậu ta đứng chung với nhà họ Mộ. Mộ Thiên Thiên ngây dại. Ông nội luôn luôn kiêu ngạo, khinh thường dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Cho nên sau khi đan điền và gân mạch của ông nội bị phế bỏ, nhà họ Mộ mới có thể thê thảm như thế. Nếu không, chỉ cần ông nội dùng một vài quan hệ, nhà họ Mộ cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Giờ phút này, ông nội lại có thể nói ra việc dùng sắc đẹp dụ dỗ ư. Mộ Thiên Thiên cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, ông nội, có cần thiết phải làm vậy không? Cần thiết, cực kỳ cần thiết. Mộ Bình Phàm nghiêm túc gật đầu, Thiên Thiên, chỉ bằng y thuật nghịch thiên của cậu ta thôi, đã có thể tung hoành ở đại lục chân võ rồi. Sân khấu của cậu ta tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn trong một hoàng triều Đại Chu nho nhỏ. Đừng nói là làm người phụ nữ của cậu ta, cho dù cháu chỉ là một nha hoàn bên cạnh cậu ta, tuyệt đối cũng hơn việc gả cho bất cứ một người nào trong hoàng triều Đại Chu. Nghe ông nội nói vậy, Mộ Thiên Thiên ngây người ra. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cô ta có một loại cảm giác không chân thực. Diệp Bắc Minh vừa trở lại Ám Dạ Vương phủ, liền nhìn thấy đến một đám người đang lo lắng chờ đợi. Viên công công mỉm cười tiến lên, điện hạ, ngài đi đâu vậy, sao bây giờ mới trở về? Chúng tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi. Đối mặt với người đàn ông dám giết thái sư đương triều này, viên công công không dám chậm trễ một chút nào cả. Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi, có việc gì sao? Viên công công nói thẳng, trưởng công chúa bảo tôi tới mời ngài vào cung tham gia tiệc tối. Diệp Bắc Minh đã sớm đồng ý tứ sư tỷ, liền gật đầu, đi, xuất phát đi. Viên công công trần chờ một chút, điện hạ, trang phục này của ngài có chút quái dị. Trưởng công chúa đã chuẩn bị xong mãng bảo Ám Dạ Vương cho ngài rồi, ngài thay xong rồi đi. Nếu là tứ sư tỷ chuẩn bị,
Diệp Bắc Minh cũng sẽ không từ chối. Sau khi thay một bộ mãng bào màu tím, anh liền đi về hướng Hoàng Cung. Ở cổng Hoàng Cung, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Vô số nhân vật lớn đang xếp hàng đi vào trong cung. Xe ngựa nhà họ Mộ đi đến, Mộ Thiên Thiên nâng Mộ Bình Phàm xuống, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Mộ Thiên Thiên mặc một lễ phục dạ hội màu lam. Hai chân thon dài, eo nhỏ và đường cong hình chữ S. Bộ ngực áp đảo các cô gái cùng tuổi, khiến vô số người phụ nữ phải tự cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt khuôn mặt cao quý ngạo mạn của cô ta lại làm cho vô số người đàn ông muốn chinh phục. Rất nhanh, mọi người đã chú ý tới ông lão bên cạnh Mộ Thiên Thiên. Ồ, Mộ lão tướng quân có thể đứng lên rồi ư? Rất nhiều người kinh ngạc. Tất cả đều sửng sốt. Đây là chuyện gì vậy? Mộ lão tướng quân không phải bị phế hết gân mạch, đan điền tổn hại sao? Tất cả mọi người dừng lại, khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, đại tướng quân đến. Lộc cộc lộc lộc, những tiếng vó ngựa truyền đến, giống như đang có thiên quân vạn mã đột kích vậy. Đại tướng quân, hắn đã trở lại. Mọi người đều chấn động, nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một đám tướng sĩ dục ngựa chạy đến, cầm đầu chính là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua còn chưa tới 30 tuổi. Dương Thiên, đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu, trong tay còn cầm hàng triệu binh mã. Đại tướng quân, tôi là Tần Ngũ Cửu, lần trước chính là tôi tặng quân lương cho phương Bắc. Đại tướng quân, ngài đã trở lại rồi. Tôi là Đỗ Hoành Đồ, ngài còn nhớ tôi không? Tham kiến đại tướng quân, tôi là Dương Kiếm Hùng. Lần trước sinh nhật ngài tôi còn kính rượu cho ngài nữa. Chào buổi tối đại tướng quân. Vô số quý tộc hoàng cung nhào lên, vô cùng kích động. Một vài người già trong đó còn có quyền cao chức trọng ở Hoàng Triều Đại Chu. Giờ phút này cũng không nhịn được tiến lên nịnh bợ. Kẻ này chưa đến 100 tuổi mà đã là đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu rồi. Lại là đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông nữa. Không biết bao nhiêu người muốn đưa con gái, cháu gái của mình lên trên giường Dương Thiên đâu. Kẻ này tuyệt đối là một trong những người trẻ tuổi chói mắt nhất cả Đại Chu. Dương Thiên ngồi yên, nhìn từ trên cao xuống, ngạo mạn gật đầu, chào mọi người. Sau đó hắn chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Mộ Thiên Thiên, Thiên Thiên, đã lâu không gặp. Vèo, mọi người đều nhìn Mộ Thiên Thiên. Rất nhiều cô gái suýt nữa ghen tị đến chết. Mộ Thiên Thiên lại lạnh lùng gật đầu, chào đại tướng quân. Dương Thiên mặc chiến giáp, đi đến trước mặt Mộ Thiên Thiên, trước mặt người ngoài tôi là đại tướng quân của Đại Chu, nhưng ở trước mặt cô, tôi hy vọng cô gọi tên của tôi. Thanh Huyền Tông đã cho tôi mấy suất đệ tử nội môn rồi. Sau này lúc tôi đi Thanh Huyền Tông, tôi sẽ đưa cô đi cùng. Cái gì? Xung quanh lập tức sôi trào. Đó chính là Thanh Huyền Tông. Nếu được gia nhập Thanh Huyền Tông, sẽ bớt được ít nhất mấy trăm năm đường vòng. Rất nhiều người đều lập tức đỏ mắt lên, tất cả đều vô cùng ghen tị. Một vài cô gái còn nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thiên, hận mình không thể là Mộ Thiên Thiên. Mộ Thiên Thiên mỉm cười lắc đầu, cảm ơn đại tướng quân có ý tốt, không cần. Mọi người sửng sốt, cái gì? Cô ta từ chối ư? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, ám dạ vương đến. Ở cuối đường, những chiếc xe ngựa giống như cung điện chậm rãi đi đến. Bên trên điêu khắc hoa văn rồng phượng. Đây là tòa kỵ của riêng hoàng đế, giờ phút này lại có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên đó. Đây là... Một màn này đã làm cho cửa hoàng cung phải im lặng ngay lập tức. Ánh mắt của không biết bao nhiêu người đột nhiên co rút lại một chút, ngay cả tiếng hít thở cũng phải dừng lại. Trong nháy mắt này, tất cả khí thế của Dương Thiên không còn sót lại chút gì, cả trời đất chỉ còn lại mỗi mình Diệp Bắc Minh là nhân vật chính. Mộ Thiên Thiên bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn, a, à, là anh ấy. Đồng tử của Mộ Bình Phàm co rụt lại, không thể nào, xe rồng. A. À. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Ừng ực. Đỗ Hoành Đồ nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là xe rồng, thứ mà chỉ bệ hạ mới có. Trên khuôn mặt già nua của Tần Ngũ Cửu đều là vẻ khiếp sợ, sao cậu ta dám ngồi trên xe rồng? Kẻ này lại dám ngồi trên xe rồng. Trời ạ! À. Sắc mặt đám người ở đây vô cùng hoảng sợ, không thể tin được vào hai mắt của mình. Vèo! Dương Thiên nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, võ đế sơ kỳ. Đây chính là kẻ đã giết em trai mình Dương Tiêu.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.